10.3 lên trên đấy mọi người. Chị đồ em chưa thấy giao. Lên số thoại đi em báo đơn phát đơn cho nha. Chị nào chưa nhận được hàng lên số điện thoại đi em báo phát đơn cho các chị yêu nhá. Mọi người chấm bài tương tác thả tim thả like lên cho em với nào. Yêu thương quá luôn, cảm ơn chị Út Lê nha, cảm ơn chị này. Mọi người chấm bài lên đi mọi người nhá, chấm bài tương tác lên cho em với nào. Cái tay này đấy. Hello mọi người. Rồi lên nha mọi người ơi, lên đi em tặng này. Tặng vẽ này. Lên chấm bài cho em nhá. Váy cổ trắng, à váy cổ trắng là ở đây rồi đúng không? Đây đúng không? Phong size là 25 cân đến 35 cân cho em váy tiểu thư rất là xinh luôn, 69.000 một
chia sẻ live cho em con này lên là 002 nha các bác nha. 02 giúp em 69.000 đồng. Đó, tặng luôn 25 cân đến 35 cân em có size nhá mọi người nhá. Từ 25 cân đến 35 cân em có size, mã số là 02. Bùi Thị Vân có 02 này. Rồi. Đỗ Hằng có 02, ok. Cái này không lựa màu đâu các chị ơi, em còn có 5 6 cái nó không lựa màu, 69.000 nha. Bình thường em đang bán là 120 một cái đấy, bây giờ em tặng 69.000 là không lựa màu nha các chị nhá. 25 cân đến 35 cân cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Là có size nhá. 02 cho em này, 69.000 nha mọi người. 69.000 cho em nhá, không lựa màu nhá. Không lựa màu cho em 02 này. Đó, lên cho em con này mã số là 02. Cái vàng có 25 cân chị ạ. Cái vàng có 25 cân nhá chị nhá. Rồi mọi người chấm bài lên cho em với nhá. Không mấy nha. 01 em hết rồi. 01 em hết rồi. Cái này là 02 cho em nha các bác ơi. Mã này lên là 02, 69.000 đồng cho em nhá. 25 cân đến 35 cân em có size này. Đó, 25 cân đến 35 cân em có size. Con này 69.000 em có mấy cá thôi ạ. Em có tổng thể 5 6 cá thôi mọi người nhá. 02 cho em. Đấy, mã số lên là 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Mấy cái ngang, mấy cái đằng sau bao nhiêu, mấy cái đằng sau hơn 100.000 nha các chị ơi. Rồi ok, chị nào lấy 02 thì comment 02 cho em này. Rồi lên cho em mã số 03 này. Một giờ rồi mà vẫn chưa có đứa mua ra. Mã số tiếp theo này. Đấy, lên cho em con này mã số tiếp theo này. Mã số 03 này. Cái váy hoa cho em rất là đẹp luôn nhá. Rồi lên cho em mã số này, lên là 03 cho em này, hoa này. Đó, váy hoa cho em cái này chưa làm nên là cái hoa nó đang còn bị ra ngoài ấy. Cái này các chị về giặt cái là nó vào trong luôn ấy. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 03 cho em nhá. Không sai cho bé là 17 cân đến 30 cân không lựa màu. 17 cân đến 30 cân cho em không lựa màu cho em, mã số lên là 03 cho em váy hoa này. Em tặng cái này luôn các chị luôn 79.000 đồng nhá. 79.000 cho em mã số lên là 03 giúp em. Đây con này lên cho em mã số là 03 cho em nhá. Em vừa nhận đồ rồi, hàng đẹp mà rẻ lắm cả em cái gì đấy. Đẹp lắm, sẽ ủng hộ dừa xốp dài. Cảm ơn chị Thu Quyên nhé, cảm ơn chị. Rồi lên cho em con này mã số 03 cho em nhé mọi người. 79.000 cho em 03 này. Đó, chị nào lấy 03 thì comment cho em 03 váy hoa này. Đây nhá, váy hoa cho em, cái này là kết liền luôn hoa nhé mọi người nhá. Hoa này kết liền luôn nhé mọi người nhá. Đó, 79.000. Form size cho bé là từ 17 cân đến 30 cân em có size. Con này lên cho em mã số là 03, 79.000. Ở phần sau em có phối dây thắt em cho các bác luôn này. 79.000 cho em con này. Đó, bán tặng con này 17 cân đến 30 cân em có size lên phần sau này. 17 cân từ 4 tuổi trở lên mới mang được các chị yêu nhá. 17 cân từ 4 tuổi trở lên mới mang được cho em nha mọi người nhá. 79.000. Quần đùi đẹp mê chị, cảm ơn chị Ngọc Giàu Lê nhá. Rồi ok, Bùi Thị Vân có đây 03 này. 02 là bao nhiêu nhỉ? 02 là 69.000 nhá. 02 là 69.000 nha chị ơi. 02 là 69.000. Các chị đặt mã nào thì comment mã số kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 03 cho em, 79.000 này. Đó, 79.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 79.000 đồng cho em. Đó, chị nào lấy thì comment là 03. 17 cân đến 30 cân em có size, chất của nó là chất đuổi tơ rất là mềm. Đuổi tơ siêu mềm cho em nha mọi người nhá. Siêu xinh và rất là mềm luôn này. Đó, chị nào lấy 03 thì comment cho em là 03, 79.000 đồng giúp em nha mọi người nhá. 79.000 cho em, đơn sáng gọi chị lựa cả thêm. Đơn đi rồi thì kim chi đổ nhá. Đơn đi rồi, nhà em không dồn đơn, không thêm nhá, vì là đơn đã đi rồi. Gọi xong chốt đơn là đơn đi rồi. Rồi ok, chị nào lấy 03 thì comment cho em là 03 nha các bác nhá. 03 cho em nhá, 79.000 đồng cho em. Đó, 79.000 đồng giúp em nha. 17 cân đến 30 cân em có size. 17 cân đến 30 cân em có size nhá. Mã số tiếp theo lên cho em quần ngố này. Mọi người ơi, chia sẻ like lên cho em với nào. Chia sẻ like cho em nhá. Rồi mã số tiếp theo lên cho em quần ngố này. Quần ngố nha mọi người. Lên quần ngố cho em, mã số tiếp theo lên cho em là 04 này. Quần ngố em có size là từ đủ size à? 17 cân đến 35 cân em có size. Quần ngố lên cho em mã số là 04 nhá mọi người nhá. 04 cho em quần ngố này, 69.000 một quần cho em. Bán tặng quần ngố 69.000. Form size từ 17 cân đến 37 cân em có size nhá mọi người nhá. Từ 17 cân đến 37 cân em có size quần ngố của bé gái này. Đó, chất nó rất là mềm luôn nha các chị yêu nhá. Mọi người chấm bài chia sẻ lên giúp em với nhá. Rồi mã hàng lên cho em là 04 cho em, 69.000 đồng một quần cho em. 03 chỉ có màu vàng với màu cam thôi nhá. 03 chỉ có màu vàng với màu cam thôi. Rồi con này lên cho em là 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn.
Không, bốn quần gối nha các bác ơi. Cái này em có rất là nhiều hình thêu nhá mọi người nhá. Lấy hai cái thì em cho hai hình khác nhau. Cân nặng là từ 17 cân 4 tuổi cho em tới tầm 35 cân em có size. 17 cân đến 35 cân em có size với giá là 69.000 đồng cho em. Lên mã hàng cho em quần ngố này, mã số lên là 04 nhá, mặc ở trên đầu gối cho em. 69.000 cho em thấy chị Thi Thi này. Đỗ hàng 04 này. Hạnh Nguyễn 04 này. Ok này, còn sót đợi xíu nha chị. Đây, 04 cho em quần ngố ạ, mặc trên ngố nha mọi người. Sơ sơ cho chị Hường, sơ sơ cái tay cho em này. Đó, là tiếp một tí nữa. Là tiếp cái một tí nữa. Rồi ok nha, chị nào lấy 04 thì comment 04 cho em giá là 69.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 69.000. Không sai là 17 cân đến 35 cân em có sai nhá mọi người nhá. 17 cân đến 35 cân cho em chấm bài tương tác lên giúp em nha các bác ơi. Chấm bài lên giúp em nhá và đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em, đơn trên 100.000 đồng cho em nhá. 69.000 đồng một cái quần 280 em bán tặng các chị 69.000 cho em, chất siêu mềm luôn ạ. Chất rất là mềm luôn nha mọi người nhá. Siêu mềm luôn. Form size cho bé từ 17 cân đến 35 cân em có size quần ngố này, mặc trên ngố giúp em nha. Mặc trên ngố giúp em nha. Chị nào lấy 04 thì comment cho em là 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok có đơn nha mọi người nhá. Đó 04 cho em này. Đó rồi Phương Mai Trinh có 04 này. Phương Mai Trinh có rồi, Châu Triều có 04. Ok này, các chị lên mã số kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em là được nha các chị yêu nhá. Chị nào lấy 04 thì comment cho em là 04 cho em. Có 69.000 cái thôi, có giá rất là nhiều. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nhá. Thi Thi có 04 này, Bùi Thị Vân có 04 này. Em có rất là nhiều hình luôn. 17 cân đến 35 cân em có size nha. 17 cân đến 35 cân em có size. Mã số hàng đây là 04 cho em nha mọi người nhá. 04 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn 69.000 đồng cho em. Đó, 69.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 69.000 đồng cho em. Đó rất là xinh luôn ạ. Chị nào lấy 04 thì comment là 04 này. Chấm bài tương tác lên cho em rồi nhá. Không báo dây. Em không báo dây, đây dáng quần của nó là dáng ngố đây nhá mọi người nhá, rất là xinh luôn ạ. Đó, chị nào lấy 04 thì comment cho em là 04 cho em nhá. Nhập nhập cái hàng ở giữa trước nha. Nhập hết rồi gọi cho chị nhá. Xong rồi, nhập vào trong cái góc kia xong rồi. Rồi chị nào lấy 04 thì comment cho em là 04 là được nha mọi người nhá. Nguyễn Thái Lệ có 04 rồi, ok này. Từ 17 con đến 35 con em có size nha các bác nha. 17 con đến 35 con em có size. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo này, quần váy này. Lên quần đùi nhá, lên quần đùi cho em này. Rồi lên quần sóc đùi này, mã số tiếp theo lên cho em 05 này. Lên sóc đùi nha. Lên tiếp cho em quần sóc đùi, mã số lên cho em là 05. Đây sóc đùi cho em này, siêu mềm và siêu co giãn luôn. Hiểu thích ơi là thích luôn này. Mơ Nguyễn 04 này, quần ngố chất nơ có phai màu không em? Em nói thật với các chị là mặc lâu thì sẽ bị phai màu rồi, vì nó là dạng bò mà các chị. Dạng bò thì luôn luôn các chị mua cả quần tiền triệu nó vẫn bị phai màu nha mọi người nhá. Vì nó là dạng bò thì nó vẫn phải phai màu bình thường. Vì cả mua cái quần đắt tiền vẫn bị phai nhá, nên là em sẽ không hứa trước là không phai màu, nhưng em hứa là được mặc được đến 2-3 năm nha mọi người nhá. Rồi 04 69.000 nha mọi người nhá. Em nói thật 69.000 cái quần quá rẻ luôn. Các chị mua ở ngoài làm gì có giá 69.000 hả? Rồi lên quần sóc cho em này. Lên quần sóc cho em mã số là 05 này. Đó 05 cho em này, con này có size từ 10 cân cho tới 40 cân cho em quần sóc đùi nhá. Sóc đùi hôm nay tri ân với giá 59.000 một cái cho em. 59.000 lên cho em mã số này là 05 cho em nha các bác nha. Từ 10 cân là em đã có size rồi. Từ 10 cân 2 tuổi trở lên cho em nha mọi người nhá. Thu Hải 04, Bảo Ngọc 04, Hiền Hờ Hứng 04 rồi, ok nhá. Kiểm tra đơn hàng cho chị Linda này. Rồi ok nha. Mơ Nguyễn 04 rồi. Rồi lên cho em quần sóc cho em bán tặng cho các bác với giá chỉ có 59.000 thôi. Em bán đủ size luôn. Từ 10 cân 2 tuổi cho em tới 40 cân cho em nhá mọi người nhá. Em nhận hàng rồi, chất đẹp lắm ạ. Cảm ơn chị Khánh Huệ Đỗ nhá. Chị buộc nơ sau cho em nhá. Rồi chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em này. Không lựa kiểu nha mọi người nhá. Quần bò này, quần sóc đùi nha mọi người nhá. 59.000 một cái á. 59.000 chốt nhanh cho em mã số là 05 59.000 cho em này. Chất mềm mà to giãn cho em mà rất là thích luôn nha mọi người nhá. Bao chất bao giá luôn. Siêu mềm luôn ấy. Cái này bên ngoài làm gì có giá 59.000. Em nói thật với các chị không có, không đi đâu có cái quần này 59.000 luôn ấy. Rồi không lựa kiểu đâu mọi người nhá. 05 cho em. Vân Vân 04 rồi. Cái vàng xong rồi em lên. Bùi Vì Vân có 05 rồi nè. Ngọc Trinh 05 nè. Ngọc Quỳnh Hương 05 nè. Khác nhau ok nè. Hai cái này rồi ok nhá. Cái này lên cho em là 05 59.000 một cái nha mọi người ạ. Từ 10 cân cho tới
cân cho tới 40 cân nha các bác nhá. Có 59 ngày thôi, em nói thật các chị, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán và không bị mất ship khi mà các chị không nhận đơn hàng. Ví dụ như chẳng hạn mà em bên em lấy size nó bị bé quá thì các chị có thể quyền là không nhận và không mất ship nha mọi người nhá. Thảo My chị không nghe máy hay là chị không hay là lên size điện thoại. Bảo Ngọc có 04 rồi, ok. Thanh Nga Nguyễn có 05 rồi, ok nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 05 cho em nha các bạn nha. 59.000. Khánh Huệ Đỗ có 05, ok. Kim Ngân 05, ok này. Út Trần có 05 này. Thảo My có 05 này. 59.000 đồng cho em nha. 59.000 cho em. Chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05, 59.000. Áp dụng chia sẻ like cho em này. Từ 15 cân đến, từ 10 cân cho tới 40 cân em có sai nha mọi người nhá. Tiền hờ hứng có 05 rồi, ok nha mọi người nhá. Tôi chỉ nào lấy thì comment là 05 cho em, xinh quá. 05, 59.000, 10 cân cho tới 40 cân nha các chị, chốt nhanh nha mọi người nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em này. Đó, cái này, những cái giá em đang bán như thế này thì là chỉ có áp dụng trên like thôi. Nhắn áp dụng trên like mới có giá này nha mọi người, chốt mét cũng không có giá này đâu nhá. Chốt mét không có giá này luôn ấy. Rồi chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05 nha các bác nhá. 05 cho em 59.000 này. Đó, 59.000 cho em nha. 59.000 đồng cho em, mã số là 05 cho em là ok có đơn. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo này. Lên cho em một cái váy hot nha mọi người nhá. Váy từ qua tới giờ hot điên đảo luôn. Đấy, bán như tôm tươi luôn con này. Rồi nhá, Lê 05 này, Linda 05 này. Đấy là 05 cho em. Ký Mai 04, Nguyễn Hoa 05, Kim Ngân 04 rồi, ok nhá. Lê Hương có 05, ok nhá. Lê 05 rồi ạ. Rồi lên tiếp cho em một cái váy cao cấp cho em, siêu xinh luôn và chất của nó rất là mềm. Váy hoa nhá mọi người nhá. Lên cho em váy ba hoa này. Hoa nhà em là hoa kết liền luôn. Đấy, hoa nhà em là kết tay liền luôn với váy luôn, không bong không chóc được mọi người nhá, chứ không phải là gắn keo đâu nhá. Form size cho em từ 15 cân cho em tới 40 cân em có size. Mã số lên cho em là 06 này. Mã số lên cho em là 06, mã lộc cho em với giá là 105.000 một cái thôi ạ. 105.000, lên cho em mã hàng là 06 giúp em nhá mọi người nhá. Thảo My có rồi, ok nha. Thảo My có 05 rồi, ok nhá. Cho em lấy cái có thắt dây nha. Thắt dây là cái gì đó, không lừa kéo mà. Rồi cái này lên cho em mã số là 06 cho em nhá mọi người. Váy cao cấp cho em, chất liệu của nó là chất đuối tơ hàn cho em, siêu mềm và không bị nhăn nhá mọi người nhá. Cái này không bao giờ bị nhăn luôn cho em, và chất nó ra thấm hút mồ hôi rất là nhiều luôn và rất là mềm mát nha mọi người nhá. Bao kiểm tra hàng cho em, form size bắt đầu từ 15 cân 3 tuổi trở lên là mang được rồi, cho tới 40 cân 10 tuổi mang vừa cho em. Mã hàng lên cho em con này là 06 cho em nha mọi người nhá. 06 cho em với giá là 105.000 một cái thôi ạ. Tông ba màu, tông ba màu là sách gì nhỉ, không biết luôn. Rồi cái này lên cho em là 06 nha các bác ơi, chốt ngay cho em là con này là 06, có 105.000 thôi, áp dụng trên like cho em. Ngoài like em bán với giá là 125.000 nha mọi người nhá. Đấy, các chị chốt nhanh trên like thì được với giá là 105.000 cho em này, áp dụng trên sẻ like nha mọi người nhá. Mã hàng cho em lên là 06, kèm cân nặng kèm số thoại cho em là ok có đơn nha các chị yêu nhá. 06 cho em nha mọi người nhá. Đó, anh Lai 05 rồi ok nhá. Thảo My có 06 rồi ok nhá. Rồi cái này lên cho em là 06 này, 105.000 cho em. Mới nhận hàng hôm nay giờ đặt tiếp rẻ là đẹp lắm. Cảm ơn chị Phương Mai Trinh nhá. Rồi Hải Hà có 05 ok này. Thảo My 06 rồi ok nhá. Cái này lên cho em là 06, 105.000 đồng cho em. Chốt nhanh cho em con này là váy cao cấp là 06 cho em nha mọi người. 105.000 đồng cho em. Đó, rất là xinh luôn, cái hoa em kết liền luôn nhá mọi người, ôi đẹp ơi là đẹp luôn. 105.000 một cái thôi mọi người ạ. Hàng cao cấp 250 nhà em bán tặng cho các chị 105.000. Phần sau có phối dây thắt eo nhá, chất của nó là chất tơ luôn, nó mềm lắm. Cái này nó rất là mềm và thấm mồ hôi cho em nha mọi người nhá. Đấy, siêu mềm, bao kiểm tra hàng cho em, mã số là 06 cho em nha mọi người nhá. Bên em gọi chốt đơn mà, đúng rồi, phải gọi điện chốt đơn chứ. Ngát Lê có 05 này. 05 là cái gì? 05 quần short nhà em mỗi về lần về được khác nhau, mà quần màu khác nhau mà kiểu khác nhau mà. Không lựa kiểu nhá. Cứ khác nhau lần trước là được vì toàn bộ là khác nhau hết mà. Rồi cái này lên cho em mã số là 06 cho em, 105.000 cho em 06 nha các bác nhá. 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em này. Đó, có váy dấu quần nha mọi người nhá, có váy dấu quần nhá. Rồi Nguyễn Thảo có 06 rồi ok nhá. 105.000 cho em, form size là 15 cân đến 35 à đến 40 cân nha mọi người nhá. Size rất là to luôn. Từ 3 tuổi đến 10 tuổi cho em, từ 15 cân đến 35 cân em có size nha các bác nhá. Màu vàng mỡ gà rất là đẹp luôn, là sáng da nha mọi người nhá. Ba bông hoa này, cái này ba bông hoa kết liền luôn cho em, không bong không chóc được. 105.000 một cái cho em, mã số lên là 06 nhá.
sau có 35 cân phải kể ở sau 130.000 nhá. Rồi ok, 06, cái này lên là 06 cho em nhá. Rồi mai như 0506, ok. Váy này lên là mã hàng là 06 cho em, từ 15 cân cho tới 40 cân nha các bác nha. 105.000 cho em. Đó, 105.000 cho em, mã số lên là 06 cho em nha các chị yêu nhá. 06 cho em, cái gì? Mã số 06 cho em nha mọi người nhá. 06 cho em, đây còn chip, có còn chip mà. Cái túi còn chip của chị đâu rồi? Rồi lên cho em này. Còn chip để đây đâu rồi? Quần chip này, đây quần chip, có quần chip luôn này, quần chip này, quần chip Nhật này, mà quần chip hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn này. Rồi lên quần chip cho em mã số 07 này, quần chip cao cấp cho em, chất rất là mềm, mã số lên cho em là 07 cho em này. Form size cho bé là từ 10 cân cho đến 25 cân cho em, co giãn 4 chiều, chất nó rất là mềm nhá. Bình thường các cái quần chip đùi này các chị mua ở ngoài rẻ nhất cũng phải tầm 20.000 đến 25.000. Thường thường là em mua là 23.000 một cái cho con nhà em á. Bình thường em chưa bán thì em mua 23.000 đấy. Bây giờ bán tặng cho các chị nha. Lên cho em mã hàng này, 07 đúng không? 5 cái bán tặng 95.000, còn 10 cái thì bán tặng 179.000 cho em nhá. 10 cái thì bán tặng 179.000, còn 5 cái là 95.000 bán cho em combo này. Ghi cho em combo 5 hoặc là combo chip 10 nhá mọi người nhá. Combo chip 5 hoặc combo chip 10 cho em nhá mọi người nhá. Đó, 5 cái 95.000, còn 10 cái là 179.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy thì comment cho em, gọi là chip đùi nha mọi người nhá. Cái này chip đùi chất mềm lắm mọi người nhìn này. Cái này hàng Quảng Châu cao cấp này, rất là mịn luôn nha mọi người nhá. Rất là thích luôn mà mềm lắm. Bao kiểm tra hàng luôn, 10 cân đến 25 cân cho em quần chip nha. 10 cân đến 25 cân cho em quần chip này. Đây, nó co giãn thoải mái này. Rất là thích luôn nhá mọi người nhá. Đó, rộng thoải mái luôn. Từ 10 cân đến 25 cân em có size ạ. Chip 5 95.000 và chip 10 cho em với giá là 179.000 các chị nhá. Rẻ hơn ở bên ngoài tầm 70.000. Đấy, rẻ hơn mấy bên ngoài, mua một chục là rẻ hơn 70.000 đấy. Các chị comment cho là chip 5 hoặc chip 10 là được. Nguyễn Ngân có 06, Quỳnh Diễm 06 rồi, ok nhá. Đơn tối đi rồi nhá. Đơn tối gọi cho đơn là đi đơn rồi nhá. Rồi, Quỳnh Diễm có 06 rồi, ok nhá. Rồi, cái này lên cho em là chip 5 hoặc là chip 10 nha các chị yêu nhá. Chip 5 hoặc là chip 10 cho em là ok. Đó, 5 cái thì là 95.000 đồng, còn 10 cái là 179.000, tính ra là có 18.000 một cái thôi nhá. Rẻ hơn ở bên ngoài là đang bán tầm 25.000 thì rẻ hơn là 6.000. Đó, rẻ hơn 6.000 một cái quần thì nó là cả một vấn đề rồi. Mua 5 cái là rẻ hơn được 30.000 và mua 10 cái là rẻ hơn là 60.000 luôn nha mọi người nhá. Rồi chị nào lấy chip đùi thì comment cho em mã số là chip 5 hoặc là chip 10 cho em là được nhá. Chip 5 hoặc chip 10 cho em là được, 5 cái là 95.000, còn 10 cái là 179.000 cho em nha. Rồi Khánh Hoài Đỗ có chip này, ok nè. Linda có chip này, ok. 10 cân đến 25 cân em có size nha các chị yêu nhé. Nó mềm lắm mọi người, mặc sướng lắm, mặc rất là sướng luôn ấy. Đây là phê lắm luôn ấy, các chị cứ nhận hàng thoải mái trước khi nhận cho em này. Đó, chất mềm ơi là mềm luôn. Chip 5 hoặc chip 10 nha các tình yêu nhá. Chip 5 hoặc chip 10, 5 cái 95.000, còn 10 cái thì là 179.000 10 cái cho em nhá. Mua 10 cái thì nó rẻ hơn mấy nghìn nữa luôn ấy. Rồi chip 5 và chip 10 nha. Khánh Huệ Đỗ có chip 5 này. À chip 10 này. Mơ Nguyễn có chip 5 này, ok chị này. Đó, chị nào lấy thì comment chip cho em chip 5 hoặc chip 10 nha các chị yêu nhá. Chip 5 hoặc chip 10 cho em, ok có đơn nha mọi người. Rồi lên cho em quần váy hả? Các chị thích quần váy hả? Đây quần váy đây. Lên quần váy nha. Mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số 06 này. À 08 này. Rồi lên quần váy cho em này, mã số tiếp theo nha mọi người. Quần dạ váy cho em này, rất là xinh luôn. Quần váy cao cấp cho em mã số lên là 06 này. Chip ra đùi này không có 30-35 cân chị ạ. Cái này không có 30-35 cân đâu. 30-35 cân ở bây giờ là phải mắc sang cái hàng tam giác rồi ấy. Bây giờ lại không có cái size 30-35 cân nữa ấy. Rồi mã số tiếp theo lên cho em quần váy này, mã số lên là 08 cho em nhá, đúng không? 08 không size là từ 17 cân đến 40 cân em có size quần váy cho em này. 17 cân đến 40 cân cho em quần váy, mã số lên cho em là 08 cho em với giá là 79.000 một quần nhá. 79.000 đồng cho em. Lên con này cho em là 08 này. Phương Mai Trinh có chip 10 rồi này. Nguyễn Thị Giang này, cái gì 35 cân? Chip không có 35 cân. Chip em không có 35 cân các chị ạ. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 08 cho em quần váy nhá, với giá là 79.000 một cái này. 79.000 chất co giãn 4 chiều cho em hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá. Bán tặng 79.000, hàng 108 nhà em bán tặng các bác 79.000 một cái luôn. Size từ 17 cân đến 40 cân cho em mã số lên cho em là 08 quần váy nha mọi người nhá. 08 quần váy cho em nhá. 08 lên
số lên là 08 cho em nha mọi người nha. 08 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em nhá. Chip không có 40 cân các chị ạ. Chip nhà em không có 40 cân nhá. Nguyễn Nguyễn có chip 5 rồi, ok này. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 08 giúp em quần váy nha các bác ơi. 79.000 một quần thôi nha mọi người nhá. Chất siêu mềm và siêu co giãn cho em này. Đó, rất là mềm và co giãn cho em này. Form size là từ 17 cân đến 40 cân em có size. 17 cân đến 40 cân em có size quần váy là mã số hàng là 08 cho em nhá. Điện thoại chị đâu ạ? 08 cho em là giá là 79.000 thôi nha mọi người nhá. 79.000 cho em mã số lên là 08 nha các chị nha. Rồi ok nha, 08 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. 08 79.000 Hoài Thanh có, Như Quỳnh có, ok này. 17 cân đến 40 cân cho em. 17 cân đến 40 cân em có size nhá. 17 cân đến 40 cân em có size nha. Đó, chị nào lấy 08 thì comment cho em là 08 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là được nha các bác nha. 17 cân đến 40 cân em có size 08 79.000 cho em này. 280 em bán tặng 79.000. Những cái hàng hạt hàng này nhà em là dập bằng máy nha mọi người nhá. Đây, những cái hàng này là dập bằng máy này. Đó, dập bằng máy chứ không gắn keo đâu mọi người nhá. Yên tâm cho em này. Đấy, cúc cũng dập máy cho em này. Đó, chị nào lấy thì comment quần váy này lên là 08 cho em nha. Từ 20 cân đến 40 cân em có size. Dòng sông xanh lên số thoại ạ. 79.000 một cái thôi ạ. Dòng sông xanh lên số thoại nào. Nhát Lê 08 rồi, Thúy Vân 08 rồi, ok này. Thu Hải 08 này. Dòng sông xanh lên số thoại cho em nhá. Dòng sông xanh lên số thoại cho em nha. Rồi chị nào lấy 08 thì comment 088 79.000 nhá. Mai Như có 08 ok. 79.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Đó, chị nào lấy 08 thì comment 08 cho em đi. 79.000. Rồi lên cho em tiếp cái váy này em tặng này. Váy này còn một ít sale luôn này. Cái này em còn một ít này, size gì đấy? 17 cân thôi. Rồi Mai Như có 08 này, Mỹ Phương 08 này, dòng sông xanh có 08 ok. Rồi lên cho em một con váy màu này, mã số 09 cho em này. Không sai là 17 cân, 20 cân và size 30 cân cho em. Con này em còn sai như vậy. Mã hàng cho em là 09 nhá. Bán tặng cho em 59.000 một cái váy này. Váy sọc tay bồng cho em rất là xinh luôn. Đó, cái này tay bồng cho em hai lớp này. Đó, rất là xinh luôn nhá mọi người, không lựa màu nhá. Cái này lên cho em mã số là 09 đi. 79.000. À quên, 59.000 nha mọi người. 17 đến 20 cân và size 17 cân đến 20 cân và size 30 cân đúng không? 17 cân đến 20 cân và size 25 cân, 30 cân. 17 đến 20 cân, size 25 cân và size 30 cân cho em. Đấy, em còn mấy cái size đấy nha mọi người nhá. Váy sau chất liệu của nó là chất đùi gân này. Cái này lên 09, nó không lựa màu đâu. 59.000 nha mọi người nhá. Không lựa màu, em còn mấy cái nên tặng 59.000. 17 cân này, 17 cân đến 20 cân này, size 25 cân và size 30 cân cho em. Đấy, em còn mấy cái size vậy nha mọi người nhá. Còn mấy cái size vậy em tặng 59.000 một cái cho em này. Đó, chị nào lấy thì comment cho em. Cái này chất đùi gân nó rất là đẹp luôn mà đẹp lắm. Cái này 09 cho em còn ít lắm nên là chốt nhanh lên cân nặng cho em thì có đơn nhá mọi người nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em con này lên là 09 nhá. Hoài Thanh 09 không lựa màu này. Hải Hà 08 này, Thúy Nguyễn 09 này. 17 đến 20 cân này, size 25 cân và size 30 cân cho em. Đấy, chị nào có size vừa thì chốt nhanh cho em. Con này là 09 cho em nha mọi người nhá. 09 59.000 một cái thôi ạ. Áp dụng chia sẻ like cho em này. Đó, 59.000 đây là phần sau này nha mọi người nhá. Mã số lên cho em là 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Lê Hương 08 rồi ok nhá. Quỳnh Diễm có 09 rồi ok nhá. 09 59.000 nha mọi người nhá. 59.000 đồng cho em, mã hàng cho em là 09 cho em. Không chín nha. Ok nha. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số 09. Đúng rồi, 09 cho em 59.000 nha các bác nha. Tú Nguyễn có này. Tuyền Kim có này. Ok nha, Bình Nghiện Đồ Nhà Sốt. Cảm ơn chị Kiều Nguyệt Minh nhá. Cảm ơn chị nhá. 09 cho Thu Hải. Ok, lên cân nặng đi chị ơi. Quỳnh Diễm có 09 thôi. Ok nha, 59.000 một cái này các chị nha.
cân, 25 cân và 35 cân cho em nhé mọi người nhé. À và 30 cân cho em nhé, 09 đi. Cái này lên cho em mã số là 09 cho em nhé mọi người. 59.000 cho em nhé. 59.000 cho em. Còn mã số tiếp theo lên cho em mã số 10 này. Mã số tiếp theo lên cho em mã hàng số 10 này. Đây, lên tiếp cho em mã số 10 này. Mã số 10 cho em nhé. Rồi cái này lên cho em mã hàng số 10 này. Đây, váy bèo cao cấp cho em mã hàng số 10 cho em này. Con này em có size là từ mã số 10 này, váy bèo này, form size 17 cân đến 30 cân cho em mã hàng số 10 cho em với giá là 79.000 đồng cho em nhé. Hàng trang lấy mã số bao nhiêu comment mã số cho em nha mọi người nhé. Rồi, cái này lên cho em mã số 10 cho em nha. Cái này có 25 cân đâu. Trắng này và chấm bi hồng cho em nha mọi người nhé. Chấm bi trắng và chấm bi hồng mã số cho em là 11.
11 cho em. Cái gì? Mẫu hồng phía sau mẫu này á. Cái này là 06 cho em nhé chị nhé. Cái này là mã số 06 105.000. Còn cái này mã số là 11 cũng 105.000 đồng cho em luôn nhá. 105.000 mã số lên là 11 cho em. Đấy, form size là từ 15 cân cho đến 35 cân em có size nha các chị yêu nhá. 15 cân đến 35 cân em có size 105.000 giúp em nha. Đó, rồi qua nãy nhá, chị nào lấy thì comment là 11 đi. Cái này là 06 nha các chị ơi. Cái này lên là 06 cho em nha. Cái này là 06 từ 15 cân đến 40 cân cho em 06 105.000 này. Đấy, 3 bông hoa cho em này. Đấy, 3 bông hoa cho em. Mã này lên là 06 cho em này. Đó nhá, cái này lên là 06 chất đuổi tơ cao cấp cho em. Con này là 06 này. 105.000 cho em nhá. 105.000 giúp em. Đấy, chốt cho em mã số là 06 nhá. 06 cho em. Ok nha, mã số này lên cho em mã số lên là 10. À đây là con này là 06 cho em nhé mọi người nhé. Mã số này lên là 06 cho em 105.000 cho em nhá. Ở set cốt tông em không nhớ là chị nói set nào luôn ấy. Không biết là nói set nào luôn ấy. Rồi chị nào. Rồi mã số lên là 06 cái set đấy nha mọi người nhá. Lên váy kẻ sau hả? Đây hả? Rồi ok, mã số tiếp theo con này mã số lên là 12 này. Bukuri cao cấp cho em form size từ 25 cân cho tới 40 cân cho em. Mã số cho em là 12 cho em nhá. Với giá 129.000 đồng một váy cho em. 129.000 lên cho em con này mã số lên là 12 cho em nhá. Mã hàng cho em con này là 12 nhá mọi người nhá. Váy Bukuri cao cấp cho em có phối bèo trắng rất là xinh. Chất liệu của nó thì siêu mềm mịn luôn. Và cái dòng này là dòng cao cấp rồi. Ở bên ngoài bình thường bán 250-300.000 đấy. Nhà em bán tặng 129.000 ạ. 129.000 em có màu đậm ở màu nhạt cho em nhá. Mã số này lên cho em là 12 đi. Mã số 12 nha. Từ 20 cân, 25 cân. Từ 25 cân cho tới 40 cân em có size nhá mọi người nhá. Đó. Váy kẻ là váy nào á? Đây đúng không? Váy kẻ caro đây là mã số 12, 129.000 đồng nha chị ơi. 129.000 váy kẻ này là Bukuri cao cấp cho em nha. Mã số lên là 12 giúp em nha mọi người nhá. 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Mã số lên là 12 giúp em. Đó, chị nào lấy 12 thì comment cho em con này là 12. 129.000 đồng cho em nhá. Phong to đại nhá. Từ 25 cân phải 6-7 tuổi trở lên nhá mọi người nhá. Cái này từ 25 cân 6-7 tuổi trở lên cho em. Đến tầm 40 cân thì tầm 12-13 tuổi quay lại cho em. Hoặc là 15 tuổi quay lại cũng mang vừa cho em. Mã số này lên cho em là 12 nha. Màu đậm hoặc là màu nhạt này. 129.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Cái này cũng là dáng baby doll đây tình yêu nhá. Cái này cũng là dáng baby doll giúp em nha mọi người nhá. Đấy, cái này cũng là dáng baby doll này. Nhà em toàn bộ váy hè đều dáng baby doll hết nha mọi người. Rồi ok nha. Chị nào lấy thì comment cho em là 12 cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 129.000 đồng một cái cho em. Màu đậm hoặc màu nhạt cho em nhá mọi người nhá. Đây là màu đậm này. Còn đây là màu nhạt ở bên dưới có phối chân đẹp. Cái này đẹp lắm mọi người. Cái này ở ngoài còn đẹp hơn chân lai ấy. Màu nó đẹp mà chất nó đẹp lắm. Chất rất là đẹp luôn. Bao kiểm tra hàng cho em nhá. 129.000 một cái cho em. 129.000. 129.000 đồng cho em nhá. Áo phông mã số 13 này. Áo phông mã số 13 này. Phông size là 20 cân đến 40 cân cho em. Mã số cho em là 13 này. Áo phông này với giá là 69.000 nhá. 13 size 20 cân đến 40 cân cho em 69.000. Áo phông gấu này. Phông gấu mã số 13 cho em. Cốt tông tàu cao cấp cho em nha mọi người nhá. Mã này lên là 13 cho em gấu này. Màu xanh này. 13 màu nâu này. 13 cho em này. Màu đen này. 13 cho em màu xanh này. Mười ba màu nâu, màu đen cho em màu xanh này. 13 cho em màu nâu này. 13 cho em xanh lá, xanh dương này. Với giá là 69.000. Áo phông mã số lên cho em là 13 nha các chị nhá. 13 cho em nhá. Thảo My có 12 rồi, Thương Lương có 12 rồi. Ok, rồi con này mã số lên là 13 cho em áo phông nhá. Áo phông size là từ 20 cân đến 40 cân cho em. Áo phông là đồng giá với giá là 69.000 thôi ạ. 69.000 mã số này lên cho em là 13 nhá mọi người nhá. Đấy, màu xanh này, màu nâu này, màu đen này, màu xanh dương này. Đó, chị nào lấy thì comment 13 nhé. Áo phông em lên nhanh thôi nhá. Áo phông em lên nhanh thôi. Đồng giá là 69.000. Áo phông và chất liệu của nó là cốt tông tàu cao cấp cho em nhá. Bao kiểm tra hàng luôn. Rồi chị nào lấy 13 thì comment cho em là 13 đi. 13
em mã số là 14 này. Rồi lên cho em con này mã số là 14 cho em phong Mickey này. Phong Mickey cho em, phong size là từ 20 cân đến 40 cân luôn cho em. Mã Mickey này là 14 cho em với giá là 69 nghìn luôn cho em nhá. Hết rồi đó. Làm gì mấy cân? 18 cân. Đây này. Lấy vừa lấy 2 cái. Rồi cái này lên cho em mã số này. Mình nhận được hàng rồi, bé nhà mình thích lắm, giá lại rẻ nữa. Cảm ơn chị Bảo Ngân nhá, cảm ơn chị. Rồi cái này lên cho em mã số là 14 cho em nhá. 14 áo Mickey cho em, cũng form 20 cân đến 40 cân này, 69 nghìn cho em. Chất liệu cũng là cotton tàu cho em nhá. Màu đen, màu ghi, màu xanh này. Màu nâu 14 này. Màu đỏ 14 này. Mã số này lên là 14 cho em nhá. 14 cho em màu hồng này. Đó, cái này lên mã số là 14 nhá. Nguyễn Thảo 12 nâu đậm rồi, ok này. Rồi cái này lên mã số là 14 cho em nha mọi người nhá. 14 cho em này. Đó, hồng nâu đen này. Hồng đỏ đen nâu này. Xanh dương này. Màu ghi này. Và màu đen cho em nhá. Đó, hai kiểu không lấy chị nào, lấy chị nào thì lấy nhá, chị thấy hoạt đủ nhá. Rồi mã số tiếp theo này, em lên váy nhá. 13, 14 là áo phông đùng đá 69 nghìn. Rồi lên váy tiếp cho em mã số là 15 này. Mọi người chia sẻ like nhá mọi người. Mã số tiếp theo lên cho em này, mã số 15 này. Đấy, lên cho em hoa nhí này. Mã số 15 giúp em này. Đây, mã số 15 cho em, phong size cho bé là từ 17 cân đến 30 cân em có size nhá. Mã hàng cho em là 15, váy hở lưng cho em này. Đây, váy hở lưng cho em rất là đẹp luôn mọi người ạ. 17 cân đến 30 cân em có size với giá là 89 nghìn một cái thôi nhá. 89 nghìn, lên cho em mã số này là 15 giúp em nhá mọi người nhá. 15 cho em này. Như Quỳnh có 13 này, lấy một áo màu nâu ok chị này. Rồi lên cho em con này váy hoa, váy sọc nhí nhá. Váy sọc nhí này rất là xinh, dạng tầng cho em. Chất liệu của nó là chất thô đũi cho em nhá mọi người. Chất thô đũi rất là mềm luôn ạ. Đấy, rất là mềm và nó xịn xịn nhá. Cái này nó giống như là chất thô, giống như cái khăn xô của bé ấy. Nó rất là mềm và nó còn đặc biệt là nó không bị nhăn nhá. Không bị nhăn. Mã số lên cho em là 15 nhá. Mã số 15 ở phần sau này là bục dây này. Đấy, phần sau này là bục nơ cho em nhá mọi người nhá. Bục nơ giúp em này. Đó. Rồi 89.000 đồng cho em có size từ 17 cân đến 30 cân em có size nhá. Em có màu xanh và màu vàng này. Chủ yếu là màu xanh nhá. Chủ yếu là màu xanh nhá mọi người, màu vàng em còn ít lắm. Mã này lên cho em là 15. 15 đi mọi người nhá. Còn máy đẹp thôi. Cảm ơn chị Thảo My nhá. Máy đẹp mà rẻ lắm mọi người ơi, có mấy chục nghìn thôi. 89.000 đồng cho em nha mọi người. 89.000 đồng cho em nha. Chị nào lấy 15 thì comment cho em là 15 giúp em nhá. 15 cho em nhá mọi người. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment là 15 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Màu sọc xanh và sọc vàng cho em, size 17 cân đến 30 cân cho em, từ 4 đến 8, 9 tuổi quay lại mang vừa cho em con này. Đấy, chất không bị nhăn và không bị co rút giá nha mọi người nhá. Giá là 89 nghìn chứ quên, 89 nghìn nha mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em là 15 nhá mọi người nhá. Mã số lên là 15 đi mọi người nhá. 15 cho em. Ui, mọi người chấm bài lên đi mọi người. Sao tự nhiên nó gì 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 thế? Mọi người chấm bài lên cho em 15. À, chị chấm bài tương tác lên cho em với nha mọi người ơi. Mã số cho em là 15 nhá mọi người nhá. Mã số 15 nha mọi người ơi. 15 cho chị Nguyễn Ngân này. Hồi tối đang xem cái bị đẩy ra tiếc đấy cả. Bây giờ mua lại đi chị, bây giờ mua lại đi. Rồi quần này em còn mấy cái tặng này, size 20 cân đến 35 cân, 30 cân này. Mã số 16 này. Mã số lên trên là 16 này. Mới nhận đầm rồi rất đẹp, cảm ơn chị Ngọc Hạnh nhá. Châu Trường có 15 ok này. Đầm chấm bi đằng sau là 105.000, đầm chấm bi là mã số mười mấy kìa. Đầm chấm bi là mã số 11 chị nhá. Chấm bi là 11, 105.000 nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 16 quần em tặng. 20, 25 cân cho em nhá. Cái này làm gì có 20 cân. Nhỏ nhất 25 cân đây này. Đây 26 này. Đây 26 này. 26 này. 26 chị đây này. Rồi quần này lên cho em size 20-25 cân cho em, mã số lên là 16 cho em này, 40.000 một cái nhá. 40.000 đồng cho em, mã số lên cho em là 26 này. Đây cái này lên 26 có 40.000 một cái. Quần legging ôm cho em nhá. À quần quên, quần bông gấu nhá.
chất liệu của nó là umi co giãn cho em này. Đây, cái này là umi co giãn cho em, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment cho em con này lên là 26 cho em nha mọi người nhá. 26 kèm cân nặng cho em là có đơn này, 40.000 cái nhá. Đầm treo sau vàng sau 105.000, mã số là 06 nha chị ơi. Mã số là 06, 105.000 đầm vàng 3 bông hoa ở sau nhá. Rồi ok nha. 15 cân đến 40 cân cái đầm vàng đấy chị nhá. 11 cho Hà Nguyễn rồi ok. Tuyền Kim này, Tuyền Kim 15 rồi ok này. Cái này lên cho em mã số lên là 16. Hôm nay toàn đầm mới mà không còn cái đầm mới. Mã số 16 nha. 16 nha em. Rồi lên cho em này, mã số 17 này. Chân váy nhá. Lên chân váy cho em mã số lên là 17 cho em này. Chân váy này, chân váy ren này. Rồi mã số lên cho em là 17 này. Form size là cho em là từ 25 cân đến 40 cân cho em chân váy. Mã số lên cho em là 17 cho em với giá là 69.000 một cái cho em nhé mọi người nhé. 69.000 cho em này. 669.000 cho em nhé. Mã số này lên cho em là 17 giúp em nhé mọi người nhé. 17 cho em này. Đó, chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 17 chân váy nhé. 25 cân đến 40 cân cho em. 25 cân đến 40 cân em có size chân váy này. Thanh còi lên size mã chị ơi, mã 16 không phải là 16 chứ không phải 26 thanh còi nhá. Mã số này là 16 nhá. Mã này lên cho em là 17 này đúng không? Quần là mã số 16 nha và không có 33 cân. Huyền Trang có mã số 12 ok này. Rồi cái này lên mã số 17 cho em chân váy này, size 25 cân đến 40 cân em có size chân váy cho em với giá là chân váy là 69.000 một chân nhá mọi người nhá. 69.000 một chân váy cho em này. Đó, rất là xinh luôn nhá mọi người, kết hợp với lại áo phông rất là đẹp luôn. Đấy, kết hợp áo phông rất là đẹp luôn. Lên chân váy cho em này, cái này theo TB này rất là xịn luôn, chân váy voan cao cấp 2 tầng bên trong có lót nha mọi người nhá. Size đại từ 25 cân đến 40 cân em có size, mã số lên là 17 đi. 17 cho em với giá là 69.000, 17-69.000 nhá. 17-69.000 cho em này. Mai Như có 14 thanh còi 16 rồi ok nhá. Áo em không bán, em đang bán chân váy. Đang bán chân váy nhá. Chân váy là mã số 17 cho em 69.000 nha mọi người nhá. Áo đang cầm thì là áo đang cầm không còn size đâu. Áo đang cầm thì có size 15 cân thôi. Áo đang cầm chỉ có size 15 cân thôi. Rồi ok, chị nào lấy 17 thì comment cho em là 17 giúp em nha mọi người. 69.000 một cái chân váy nhá. 69.000 cho em. Rồi, chị nào lấy thì comment cho em mã số là 17 này. 17 cho em, 69.000 nha các bác ơi. 69.000 đồng cho em nha. 69.000 đồng cho em. Chị nào lấy 17 thì comment cho em là 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhé. Rồi ok nha, 17 cho Huyền Trang rồi ok này. 17 nhá mọi người nhá, chị nào lấy 17 thì comment là 17 cho em nhá. 100 à bây bao nhiêu nhỉ? 69.000 nhá. 69.000 mã số này lên là 17 cho em nhá mọi người nhá. Huyền Trang có rồi ok nha. Cái gì? 14 này, cho Mai Như rồi ok này. Chị Mai Diễu là chị xem cái gì. Đập vàng sau lưng em là mã số 06 nha các chị ơi. Rồi ok, lên cho em cái này mã số là 06 nha các chị nhá. Con này là mã số 06 này. Áo đấy không có size to đâu. Áo đấy 15 cân 45.000 nhá. Mã quần đen, quần đen là mã số 16 nhá. Quần đen là mã số 16, 40.000 nhá. Đầm vàng này là mã số 06 cho em. Đây, đầm vàng là mã số 06, size 15 cân đến 40 cân cho em 06 với giá là 105.000 cho em. Con này là 06 này. 105.000 nhá. Mã hàng cho em là 06 cho em 105.000 này. Form size cho bé là từ 15 cân cho đến 15 cân cho đến 40 cân nha các bác nha. 15 cân đến 40 cân em có size nhá. Mã số cho em là 06 đi. Đó, con này lên cho em là 06 cho em nhá.
06 ạ. Chất bụi tơ cao cấp cho em đẹp lắm. Cái này mã số 06 105.000 cho em size 15 cân đến 40 cân có size nhá mọi người nhá. Đó chị nào lấy 06 thì có em 06 này, Ngọc Hạnh có 17 rồi ok này. Quần ngố em có quần suông và quần ôm, các bác thích xem quần gì? Quần suông hay quần ôm? Chấm bi là mã số 11 nhá. Chấm bi là mã số 11 cho em size 15 cân đến 35 cân, mã số 11 105.000 nhá. 105.000 mã số lên là 11 này, đúng không em? Mã số này lên là 11 chấm bi nhá. Màu đen và màu hồng cho em 105.000 size 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân em có size, mã số là 11 nhá. 11 nha, chị nào lấy 11 thì comment cho em là 11 cho em 105.000 nhá. Màu đen và màu hồng này. Em có màu đen và màu hồng này. Đó, màu đen và màu hồng cho em nhá. Mã số này lên là 11 chấm bi. 11 chấm bi 105.000 nha. 105.000. 11 là về chấm bi nhá. Con cái này có sai gì không? Rồi lên cho em một băng váy cánh tiên này. Rồi lên cho em con này size 17 cân đến 23 cân cho em, mã số lên cho em là 18 đúng không? Mã số 18 cho em hoa nhí tay cánh tiên cho em với giá là 89.000 một cái nha. 89.000 đồng cho em này. Đó, cái này sale 89.000 cho em, mã số lên là 18 cho em nha các bác nhá. Hoa nhí cho em có hoa tím và hoa xanh cho em rất là xinh luôn. Form size là từ 17 cân cho em tới 17 cân đến 23 cân cho em nhá. Ở phần size em có phối dây thắt eo này. Đó, rất là xinh luôn. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 18 nhá mọi người nhá. 18 cho em. Mã số 18 cho em này, 89.000 đồng một cái nhá. 89.000 cho em. Có áo thun thì lúc nãy em lên áo thun rồi đấy. Nãy em lên áo thun rồi mà chị. Lên hai áo thun gấu và thun Mickey đấy chị. Áo thun nhà em đồng giá 69.000 nha. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment cho em set này là mã số là 18 nha mọi người nha. Mã số lên cho em là 18 cho em, màu xanh và màu. Trà Trần có đang gọi cho đơn một cái đấy chị. Đang gọi đấy. Phải đang gọi đơn hôm qua đấy. Đơn một cái đấy, các chị lấy điện thoại nhá. Rồi cái này lên là 18 cho em nhá. 89.000 một cái nhá. Thùy Vân có ok này. Ở cái váy này đẹp quá. Cái này cây tay cánh tiên rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. 17 cân đến 23 cân em có size nhá. Tầm 4 đến tầm 6 tuổi cho em. 4 đến 6, 7 tuổi cho em nhá. 4 đến 6, 7 tuổi cho em này. Mã số lên là 18, 89.000 một cái thôi em. Còn ít em sale 89.000 nha mọi người nhá. Còn ít em sale 89.000 đồng cho em. Đó, chị nào lấy 18 thì comment cho em là 18 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 18 đi. 18 kèm cân nặng cho em nhá. 18 kèm cân nặng cho em. Rồi lên quần suông ngố này. Quần suông ngố này. À, em có cái quần bé trai này chất đẹp lắm mọi người. Cái này em lấy cho con nhé, mà em thấy đẹp lắm. Mã số lên là 19 này. Mã số 19 này. Hải Huyền có 18, Ngọc Bích có 06 này. Rồi lên cho em con này mã số 19 cho em quần ngố bé trai nhá. Đây là quần ngố bé trai này. Form size là từ 25 cân đến 38 cân em có size. Mã số cho em là 19 này. 19 quần bé trai nhá mọi người, co giãn 4 triệu mặc thích lắm. Cái quần này em lấy cho con em mặc em thấy đẹp quá nên em lấy về bán đó. Mã số 19 cho em với giá là sale tặng 75.000 một quần nhá. 75.000 một quần cho em. Rất là xinh. 75.000 đồng một quần cho em. Chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 19 cho em nha mọi người nhá. 19 75.000 cho em quần ngố của bé trai nha mọi người. Đó, size 25 cân đến 38 cân em có size. 25 cân đến 38 cân em có size nha mọi người nhá. Mã số cho em là 19 đi. Đúng không? 19 cho em với giá là 75.000 cho em nha. 75.000 đồng cho em. Mã hàng đây là 19 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn này. 19 75.000. Size 30 em size nhỏ nhất chứ. Size 30 là size 30 là size bé nhất, 15 17 cân mang vừa còn gì chị, tại vì có cái dây thắt eo ở sau thì size 30 thì em được đều các cái bé 15 cân đều mang vừa hết. 15 cân từ 4 tuổi là đều mang vừa hết nha chị nhá. Tất cả khách hàng đến shop nhà em đều 15 cân 17 cân, nói chung là tầm 4 tuổi trở lên là mang được hết rồi. Nha, nếu như mà rộng quá thì chị gọi là em đổ cho, và cái đấy là số bé nhất rồi, số 30 là số bé nhất rồi. Nha. Váy và áo của bé 10
đấy có mấy, là mười mấy nhà em nhỉ? 19 à? 19, 75.000 quần sóc của bác, quần ngố của bé trai mã số là 19 nhá, 75.000 cho em nhá. Đấy, quần ngố bé trai mã số là 19 này. Cứ lên quần xuông là bộ hả? Có lên bộ này. Mã số tiếp theo, mã số 20 này. Đây, mã số 20 cho em này. Đây, lên bộ theo này, bộ u xì này. Mã số 20, size 15, 17 cân đến 30 cân cho em này. Mã số cho em là 20 cho em bộ này, với giá là 89.000 một bộ nhá. Đầm công chúa không có nhá. Ôi trời ơi, 12 tuổi á. Chốt đơn không, không xin tuổi ạ. Không biết chị lấy đầm nào nhỉ? Chị lấy đầm nào mà chốt 15 cân 2 tuổi nhỉ? Không vừa thì gửi lại em đổi cho nhá. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 20 này. Bộ Gucci theo này. Bộ Gucci theo cho em form size cho bé là từ 17 cân đến 30 cân cho em này. 17 cân đến 30 cân cho em, mã số lên cho em là 20 nhá, 89.000 đồng cho em mã số 20, màu hồng, màu cam, màu xanh này. Đây, bộ theo nhá, à, người nhá, mọi người, bộ cốt tông theo ạ. Cái này phần trước là toàn bộ là theo hết cho em này. Đó, mã số 20 cho em 89.000 một bộ nhá mọi người. 89.000, form size là 17 cân đến 30 cân, có size hàng cốt tông 100% luôn cho em nhá. Rất là mịn này, mềm này, thấm hút mồ hôi cho em nhá mọi người nhá. Rồi mã số 20 cho em, đây là màu xanh dương này. Mã số 20 đây, xanh đậm, xanh nhạt này. Đó. 20 cho em này, màu cam này. 20 lên cho em màu hồng này. Đó, màu hồng nha mọi người nha. Size 17 cân đến 30 cân em có size nhá. Linda có 20-20 cân ok này. Quần sọc là quần sọc ok này. Quần sọc có một mã thôi. Quần sọc em có một mã thôi mà nhiều kiểu ấy. Rồi ok nha. Chị nào lấy 20 thì comment cho em mã số là 20 cho em, với giá là 89.000 đồng cho em nha các bạn nha. 89.000. Form size là 20 cân đến 40, à quên, 17 cân đến 30 cân cho em. 17 cân đến 30 cân cho em nhá. Chị nào lấy thì comment mã số là 20 cho em. Là có đơn nha. Rồi ok nha. Chị nào lấy 20 thì comment con này mã số là 20 nhá mọi người nhá. Có phông hả? Có. Chưa là một vụ. Đặt cái gấu đi em. Đặt tổ mắt đi. Rồi lên cho em áo phông này. Mã số này là 13 áo phông này. Mã số này là 13 áo phông. Phông size 20 cân đến 40 cân cho em, với giá là 69.000. Mã số 13 cho em nhá. Đây con này lên cho em mã số là 13 cho em, 69.000 này. Size 20 cân đến 40 cân em có size này. Áo phông gấu nhá mọi người nhá. Chất liệu của nó là cốt tông cho em nhá mọi người. Cốt tông 100%, rất là dày dặn, rất là đẹp luôn. Co giãn 4 chiều, không bị bay, không bị xù nhá. Đó em có màu ghi này. Mã số 13 cho em màu hồng này. 13 lên cho em màu xanh này. 13 lên cho em màu nâu này. Màu nâu cho em này. Mã số là 13 này. 13 lên cho em màu đen này. Màu đen, màu xanh dương này. Đó, chị nào lấy 13 thì comment cho em là 13 nhá mọi người nhá. 13 xanh dương này. Đó, 13 cho em với giá là 69.000, size 20 cân đến 40 cân em có size nha mọi người nhá. Size 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Size vải cốt tông á. Size vải cốt tông là size nào? Size vải cốt tông là size nào nhỉ? Size vải cốt tông sọc á. Đúng cốt tông sọc không hay là cốt tông màu? Nhiều set lắm em không biết set nào cơ. Trâm thu có 20 rồi ok này. Rồi cái này là mã số là 13 nhá. Size 20 cân đến 40 cân cho em áo gấu này. Đó áo gấu cho em mã số lên là 13 cho em này. Đây các chị phối với lại áo gối với lại chân váy rất là đẹp luôn này. Đây nhá, phối với chân váy đẹp cực luôn á. Đây, phối với chân váy rất là đẹp. 69.000 một cái áo phông nhá mọi người. Mã số cho em là 13 nhá. Mã số là 13 cho em áo phông nhá. 69.000 cho em. Đấy, nói chung là chân váy màu đậm thì phối với lại, à quên, áo màu đậm thì phối với cái gì này. Không nghe máy thì nhắn lên cái đơn không phát được thì bảo là khách không nghe này, liên hệ liên tục để phát đơn. Chẳng biết xét cốt tông là xét nào luôn á. Có thu bé gái chứ. Nhà em có bán đồ bé trai đâu. Nhà em bói bộ ra đồ bé trai, có một mình cái quần sóc em lấy cho con em mặc thì mới có đồ bé trai thôi. Rồi quần sóc mã số mấy đó em? Quần sóc này, quần sóc lên cho em mã số 05, size 10 cân đến 40 cân cho em mã số 05 quần sóc cho em, với giá là
Cuốn sóc là 59.000 nha. Cuốn sóc là mã số 05 cho em 59.000 một cái này. 59.000 đồng cho em mã hàng lên cho em là 05 này. Đó. Có tông màu xanh đã qua. À rồi rồi rồi. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 05 cho em nhá. 05 cho em này. Đó, mã số lên cho em là 05 này. Cuốn sóc nha mọi người, size 10 cân cho tới 40 cân cho em. 10 cân tới 40 cân cho em giá là 59.000 nha mọi người nha. 59.000 đồng mã số lên cho em là 05 nha mọi người nhá. 05 59.000 đồng cho em. Đó. Chị nào lấy 05 thì comment cho em là 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 59.000 nha mọi người nhá. Không lựa kiểu đâu. Cuốn sóc lên mã số là 05 cho em. Đó, mã số lên là 05 cho em 59.000 nha. 10 cân cho tới 40 cân, từ 2 tuổi tới 10 tuổi mang vừa cho em. 2 tuổi tới 10, 12 tuổi quay về cho em 05 nha các chị yêu nhá. Chị nào lấy 05 thì comment cho em với giá là 59.000 một cái thôi ạ. 59.000 cho em nha. Mỹ Linh Trần áo phông cộng chân váy này. Mỹ Linh Trần áo phông gấu và chân váy tầm đó em. Ok, thấy chị Dung Dương nhá. Thấy chị Dung Dương 05 cho Trâm Thu rồi ok này. Dung Dương đặt gì đó. Thấy mọi người mà. Rồi ok 05 nhá mọi người. Ngọc Hạnh áo 13 ok này, 40 cân này. Ok rồi, người chân váy là Ngọc Hạnh lúc nãy đặt chân váy rồi hả? Ngọc Hạnh đặt chân váy rồi đúng không chị? Rồi ok này. Bùi Kỳ Thị Kim này có 05 ok này. Rồi lên xem một con áo phông tiếp nha. Doraemon này, áo phông Doraemon. Rồi mã số lên cho em này, mã số tiếp là 27 đấy. Rồi Martino cho em size 20 cân đến 30 cân cho em Martino này. Mã số 21 này, mã số 21 cho em với giá là 69.000 Martino cho em nhá. 69.000 Martino cho em này, màu đen, màu đỏ và màu xanh này. Màu đen, màu đỏ và màu xanh cho em 69.000, so phong size là 20 cân đến 30 cân cho em nha mọi người. Martino mã số lên là 21 nha mọi người nha. Mã số lên cho em là 21 cho em đi. Mã số 21 cho em 69.000 cho em. 69.000 size 20 cân đến 30 cân cho em nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn này. Có màu đỏ, màu đen và màu xanh nha mọi người nha. Màu đỏ, màu đen và màu xanh cho em. Mã số lên là 21 Martino nhá mọi người nhá. Chất cốt tông bao đẹp, bao giá, bao chất luôn cho các chị này. Cốt tông tàu đấy. Màu xanh này. Cái màu xanh này ở ngoài rất là đẹp mà không hiểu làm sao lên line nó bị đậm ấy. Nó bị đậm ấy mọi người. Màu xanh này ở ngoài đẹp lắm. Mã số lên là 21 cho em nha mọi người nhá. Nào ba lỗ không có. Ba lỗ không có nhá. 69.000 một áo thôi, mã số lên là 21 cho em đen đỏ xanh nha mọi người. Màu đen, màu đỏ, màu xanh cho em với giá 69.000 một áo nha mọi người nhá. Áo phông cốt tông tàu cho em co giãn 4 chiều nhưng mà không bị bay chất nha. Đó, chị nào lấy mốt Chino thì comment là 26 cho em đi. À 21 cho em đi. Mã số là 21 cho em đi. Rồi lên tiếp cho em một con áo phông hai mặt, mã số 22 này. Mã số 22 này. Con này cũng đẹp, em thích cái con này này. Mã số 22 này, áo phông hai mặt cho em này. Đây con này lên cho em mã số lên là 22 cho em này. Đúng xám lên đâu rồi, đúng sai. Nhưng mà chị có thấy xám ở đây đâu? Không xám à? Không. Có nâu chứ. Có nâu này. Không có xám. Cái này có cả xám á. Rồi mã này lên cho em mã số là 22 này. Mã số 22 cho em áo phông hai mặt này. Hai mặt tức là cả trước cả sau đều có hai mặt này. Size 20 cân đến 40 cân cho em mã số cho em là mã số 22 cho em với giá là 69.000 nha. Giờ mua tí là gọi chốt đơn luôn đấy mà chị. Phạm Huyền á, không thể gọi chốt đơn á. Hay là chị cho size số 1 là chị cho size số 2 là gọi không liên lạc được. 3 là gọi thuê bao. Hoặc là không nghe máy, nói chung là nhiều trường hợp lắm các chị ơi. Chứ nếu như đã có đơn thì nhà em gọi hết nha mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 22 này. Thấy chị Dung Dương mã số 22 cho em này. Đấy, áo hai mặt cho em với giá là bao nhiêu? 69.000 luôn nhá. Cái áo này đẹp lắm. Cái này là có hai mặt liền, nó đắt hơn ấy. Nhưng mà thôi vẫn bán tặng cho các chị 69.000. Các chị có tin em nhập cái này 63.000 không? Nhập 63.000 bây giờ bán 69.000 thì bán cho có thôi.
à, không nhà em chỉ đúng là chỉ lấy cho đủ hàng cho các chị thôi chứ còn không có lời lãi gì ở phong hết. Rồi chân váy size 40 cân ok Ngọc Hạnh rồi này. Rồi cái này lên mã số 22 cho em màu nâu màu đỏ cho em này. Không đến tối lấy được. Màu nâu màu thêm thì nó mang được bị mẹ nó. Màu nâu màu đỏ cho em với giá là 69.000 đồng cho em nha. Size 20 cân đến 40 cân em có size này. 20 cân đến 40 cân cho em có size. Mã số lên cho em là 21 nha các chị nhá. À 22 nhá, mã số 22 cho em này. Đó, 20 cân đến 40 cân em có size. Mã số lên là 22 màu nâu màu đỏ cho em nha. Bỏ 22 đi. Màu nâu màu đỏ cho em mã số là 22 đi. Thôi em nghỉ like nhé mọi người nhé. Tại vì thấy hết sách rồi em nghỉ like này. Em nghỉ like nha mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem like của em nhá. Tí là mọi người để điện thoại để chốt đơn nha mọi người nhá. Cho chị xem lại cái váy mã 18 là cái gì. 18 là váy cho anh đỏ đó. 18 đây nhá chị ơi. 18 đây nhá. Đây mã số 18 đây nhá. Đây là mã số 18 đây nhá. Size 17 cân đến 22 cân mã số 18 đây này, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 mã số này lên là 18 này. Đó 18 đây nhá. Hoa tím và hoa xanh cho em 17 cân đến 22 cân cho em tầm 4 đến 6 7 tuổi quay lại cho em nhá. Nói chung là 7 tuổi nhưng mà 22 cân thôi. 7 tuổi 22 cân quay đầu cho em mã số lên là 18 á. 18 đây 69.000 nhá. Đó 69.000 này. 69.000 mã số cho em là 18 này. Đó nhá, thôi em nghỉ like nha. Bye bye mọi người nha, bye bye các chị nha. Gửi qua không có chị. Tạo like chưa? Like mới, tài chưa? Tỉnh lắm. Cô hai gì nó xoay lên trời. Đang nào cũng nghe nhạc theo thôi. Cô Khang của ai vậy anh? Mom hả? Từ từ áo. Nhưng mà cái gì coi mới nhận được chứ. Thu bao nhiêu? Kiểm tra hết đi. Rồi một cục hàng đó là chỉ có chuyển khoản cho ai đâu mà 42.000. Thảo Trần có sáng qua gọi điện chốt đơn không? Kiếm lại đơn bên kia đi. Thảo Trần có mấy chục nghìn làm sao chuyển khoản. Thảo Trần này khá. Bà rồi vô mọi người ơi. Vô mọi người ơi, chia sẻ để lấy quà đã nè mọi người ơi. Chia sẻ lên fan cứng để lấy quà nha mọi người. Đưa lại đây. Tên gì của ai vậy? À đúng rồi, nhận đi, của chị Quyên á. Mọi người ơi, vô. Mày chửi nó đi, mày lên. Điên hả, nó chị đâu có cho nó mua hàng đâu. Ờ, thì giờ cho nó cơ hội, nó không mua thì lên đào cho nó thôi.
con người sống phải cho cơ hội chứ em. Tiệt được sống người ta là sao? Thảo trả lời đuôi 182 á. Gọi lại cho khách luôn đi. Canh điện thoại đi em, sáng giờ nhân viên có gọi mà. Ý là có ở đây, có hàng ở đây không? Không có hàng đây nữa hả? Vậy chắc đi rồi em ơi. Nhiều khi á, nhân viên kiểm tra mà khách quen đã nhận 2-3 đơn đó sẽ để lại tin nhắn. Mai mốt để gọi đi đã rồi gọi đi hàng em ơi. Toàn là đi rồi khách không biết có cái gì rồi cuối cùng chả ai nhận hết á. Không, từ nay trở đi không có khách nào là tự động đi luôn á. Trừ khi khách quen, quá quen rồi. Ngồi lười gọi có lần không được nó bắt đầu đi không à. Làm ăn nhát nhớn. Rồi chia sẻ giùm em vào Kim đi nè. Gia Hân Trần, hôm qua có người gọi chấp đơn Gia Hân Trần đâu? Khách hỏi chắc chắn là sẽ có đơn và sẽ có gọi. Chứ không bao giờ mà lắc đầu, ai cũng lắc đầu được hết á. Ủa, đã, người ta đã kêu là gọi chốt đơn đâu mà. Gọi điện lại cho khách nói chuyện đi, chị đang like rồi. Rồi vào chia sẻ hộ em nha. Mọi người vô chia sẻ cho em tặng quà này. Quà này là quà rất là mắc nha mọi người nhá. Bình thường mọi người mua một cái quà này bét lắm ở ngoài, em nói thật luôn. Em dám bỏ ra số tiền lớn như thế này để mà tặng cho mọi người cũng không có đơn giản nha mọi người nha. Cái set kẹp này là em lấy xỉ vào đây là gần 100 set chỉ để tặng mọi người thôi đó. Không làm gì hết đó mọi người. Không có bán chát với cái này. Cái này là set kẹp Dung lấy hàng cao cấp của Quảng Châu luôn. Cái này Dung sẽ tặng cho mọi người. Cái này Dung nghĩ là ai cũng cần luôn đó mọi người. Tặng đồ, tặng áo thì không quá chán quá rồi nha. Còn tặng cái này thì em nghĩ là ai cũng cần. Mà mọi người nhìn cái hàng của em tặng mọi người này. Không có phải là hàng 3, 45 nghìn đâu mọi người. Không có hàng 35 nghìn hoặc 45 nghìn một set này đâu. Cái hàng này nó có 2-3 loại. Dung lấy đúng cho mọi người là hàng chuẩn luôn. Và cái này là không bị rỉ này. Đây nha mọi người nha. Đó, mọi người nhìn cái kẹp nó sẽ khác liền nha mọi người nha. Nên là ráng cho em là mình tương tác, mình chia sẻ, mình lên fan cứng. Em sẽ dành 10 người fan cứng chia sẻ nhiều nhất để em tặng. Em chia ra em tặng mọi người ơi. Chứ ai cũng hở ở đây mà ai hở fan cứng cứ ỉ là không chia sẻ bài là không có được nha mọi người nha. Nên là sẽ dành ra 10 người fan cứng có danh hiệu là fan cứng. Và Dung sẽ ghim ngay ở trên live luôn. Và Dung coi ở trong đó mọi người có chia sẻ được bao nhiêu hội nhóm thì Dung mới tặng cho mọi người. Đây nha mọi người. Ủa nó xinh quá. Trời ơi cưng lắm luôn đó mọi người nhìn này. Chắc cưng xỉu á. Cái móng tay em nó dài quá. Trời ơi xinh quá. Trời ơi cưng chết luôn đó mọi người. Thiệt sự ấy. Không ai chơi lớn như em hết đó mọi người. Chiếc lá rơi đậu rơi trên chiếc đầu của em. Mẹ rồi chui đéo thấy. Trời ơi xinh quá à. Thiệt á mà em không thấy đường em nhét nó vào. Trời ơi xinh. Rồi cái này đẹp lắm luôn mọi người. Em là để 3-4 set để xài luôn á. Cái này là gồm một cái chiếc lá như thế này. Cái này là hàng của nó là hàng của Quảng Châu luôn. Mọi người nhìn hàng này. Cưng lắm, không ai tặng cho mọi người cái này đâu mọi người ơi. Không ai dám chơi lớn lấy vào. Cái này xỉ lấy vào giá rất là cao luôn. Người ta bán ra là 125.000 một set đó mọi người. Đó. Mà dành cả số tiền đó để mọi người nghĩ đi. Biết bao nhiêu fan cứng. Đây, cái kẹp này rất là cưng luôn. Đó, Dung sẽ dành ra tặng cho 10 fan cứng đầu like. Và nhớ dùm em là tương tác mọi người chia sẻ. 10 fan cứng chia sẻ nhiều nhất nha. Có biệt hiệu fan cứng hộ em nha mọi người nha. Có biệt hiệu fan cứng, bạn nào mà không có biệt hiệu fan cứng mọi người chia sẻ cho em trên 50 hội nhóm Dung cũng tặng luôn ha. Tí nữa Dung vào thống kê lượt xe là Dung sẽ tặng luôn 10 huy hiệu fan cứng nha mọi người nhá. 10 người dành cho 10 người có huy hiệu fan cứng chia sẻ. Và dành cho 3 bạn chưa lên cái gì ta, cái huy hiệu fan cứng á, là mọi người á họ cũng được tặng quà với điều kiện là chia sẻ trên 50 hội nhóm. Còn có huy hiệu fan cứng rồi thì chỉ có cần cho em là 10 hội nhóm là ok thôi. Đây, để em nhìn thấy nha. Mọi người biết huy hiệu fan cứng tại sao nó lại có không? Để cho mọi người. Rồi, một set như thế này chứ 6 món lận nó mới chỉ đẹp. 6 món lận. Dung tặng là tặng cả 6
không ai chơi lớn chứ sốt đẳng dung luôn, em nói thật. Việc người ta chỉ dám tặng với chị mấy bộ đồ rẻ rẻ thôi, em nói thật luôn á. Không ai chơi lớn như em hết á. Thiệt sợ. Bán đã ế rồi còn suy nghĩ trong đầu đi kiếm sao hàng đẹp, hàng độc tặng cho mọi người vào lấy quạt ra đi em ơi. Đứng ngồi đó. À đúng rồi, quạt ở đằng trong đúng không? Nên là mọi người ráng tương tác chia sẻ bài giùm em nhá. Bán đã ế rồi mọi người thấy không? Bán đã ế rồi còn ráng đi kiếm quà cho mọi người đó. Chứ không phải là em hở như thế nào đó, mọi người thấy em thương mọi người không? Dành cho mọi người một năm qua được dành cái huy hiệu fan cứng này, giờ bây giờ em cố gắng em like cho mọi người á, tặng quà cho mọi người á, và không thương em nữa là không bao giờ em thương mọi người lại được luôn đó mọi người. Cái set em mặc em đã bán rất là lâu rồi. Cái set em mặc này em đã bán rất là lâu rồi. Cái set em mặc này đợt trước em nợ 300 mấy set, xong em về trả còn nợ lại 100 mấy set luôn. Cái set này là hàng siêu xịt nha mọi người nhá. Cái hàng này là này mọi người nhìn đằng sau của nó này. Trời ơi. Set này cưng lắm luôn đó mọi người. Set này thì dao động 55-56 ký mang vừa. Rồi. Ai mà Dung thấy huy hiệu fan cứng rồi Dung mới ghim được nha mọi người ơi. Và ấn nút chia sẻ bài giùm em nha. Tương tác chia sẻ bài đủ cho em 1k rưỡi 2k em mới ghim được cái comment của mình lên nha mọi người. Nhớ giùm em nha. Đủ cho em 1k đến 2k đi mọi người. Ráng tương tác chia sẻ hộ em đi. Mình đã có, em Dung đã đi săn quà cho mọi người rồi. Không, mọi người không có tương tác, không có thương em nữa là thôi luôn. Không có chơi mọi người luôn á. Nghỉ chơi luôn á trời. Không thể nào đi tặng quà cho mọi người như thế này được. Quá buồn luôn ha. Nên là mình ráng mình tương tác, mình chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Có fan cứng là được. Có fan cứng hiểu, fan cứng là chỉ cần 10 lần hôn lên hội nhóm là ok rồi. Còn ví dụ bạn nào mà thích cái set kẹp này quá, mọi người chỉ cần chia sẻ cho em trên 50 hội nhóm, em sẽ dành tặng ra cho mọi người. He mọi người ha. Lúc tối Dung làm một cái tết, Dung ghi là hiểu hiểu fan cứng vào comment mà được có 80 mấy người fan cứng à. Có 80 mấy người fan cứng thôi. Hình như là mọi người không thấy bài viết chứ ở Dung là tới 16.000 fan cứng à. Trong tổng số 31.000 người theo dõi thì có 16.000 người. Mà Dung nghĩ là phải là 1-2k cơ. Mà ai vậy, có 80 mấy, hình như là cái bài viết nó không có tương tác á. Nhưng mọi người không có thấy. Không có, mọi người không có thấy cho nên chấm được có 80 mấy, 9 mấy người fan cứng à. Mà Dung kiểm tra tổng tất cả fan cứng của Dung là lên tới 16.000 mấy á. 16.000 mấy fan cứng á. Rồi. Bây giờ Dung sẽ ghim bất kỳ một fan cứng nào lên trên like cho mọi người nha. Và ví dụ như mà tí nữa Dung thống kê lượt xe lại và bạn nào chia sẻ nhiều nhất không nằm trong huy hiệu fan cứng, Dung cũng sẽ tặng cho mọi người luôn. Ha mọi người ha. Nhớ giùm em nha, mình tương tác, mình chia sẻ thì nó mới hiện được lên cái fan cứng. Còn mọi người không tương tác, không chia sẻ, không hiện lên được fan cứng đâu mọi người. Rồi. Em sẽ ghim lên cho mọi người. Rồi người đầu tiên là của chị Thúy Kiều. Ok chị Thúy Kiều này. Đây cái set này là em đang xài, em để em xài luôn. Là gồm 6 món nha mọi người nhá. Dung tặng cho mọi người là trong đầy đủ là có 6 món như thế này nha. Rồi ok chị Thúy Kiều. Người thứ hai là của chị Hiền Hanna. Hiền Hanna. Đây. Tặng cho mọi người cái set này, mọi người cứ đi hỏi sỉ đi là biết giá người ta để với chị 8 mấy thôi. Cho nên là em tặng cho mọi người là tặng những cái món quà giá trị á. Rồi người thứ ba. Rồi tiếp tục người thứ ba nha mọi người ơi, người thứ ba giùm em. Ai không có huy hiệu fan cứng Dung không có ghim được đâu mọi người. Ở đây có mấy người có huy hiệu fan cứng thôi. Người thứ ba là của Thanh Tâm. Đây, có huy hiệu fan cứng thì mới ghim được nha mấy bà. Có huy hiệu fan cứng á, không ghim được đâu nha. Đây là Giang Dung đang ghim bất kỳ. Và tí nữa Dung sẽ kiểm tra những cái bản mà đã ghim ở dưới này đã có quà mà không chia sẻ trên 10 hội nhóm là Dung hủy đơn hết. Nhớ giùm em nha, chứ không phải là ghim rồi là yên tâm thử phao nhẹ nhõm. Không có đâu nha mọi người nha. Mà không nằm trong danh hiệu huy hiệu fan cứng là Dung không có để đâu mọi người. Ủa sao ở đây comment có huy hiệu fan cứng có mấy người vậy ta? Ở Facebook của em hiện có mấy người à? Ủa sao huy hiệu fan cứng hiện ở đây có mấy người vậy ta? Bên chị không có hiện. Bên Dung không có hiện luôn.
Ngọc Tiên. Phần cứng hiện chữ phần cứng cộng á. Đây nha mọi người, chị Ngọc Tiên rồi còn mấy chị nữa, một chị nữa thôi đúng không? Bao nhiêu? 4 người rồi đúng không? Ồ, ở đây của chị không có hiện hiện người đã chia sẻ. À, bà Na này, bà Na có luôn. Ok này, nhớ giùm em nhé, Nahari. Rồi, người thứ 6. Dung tặng cho 10 người lận đó mọi người. Kinh không? Tặng cho 10 người lận đó. Rồi, người này tiếp tục. Chị Nguyễn Thúy Nga. Đây nha mọi người nha. Trời ơi, không ai chơi lớn như shop Đặng Dung. Shop Đặng Dung dám khẳng định luôn lại một lần nữa nha. Không có shop nào chơi lớn được như vậy hết á. Dám khẳng định cho mọi người luôn á. Dám khẳng định cho mọi người ở trên live luôn. Nó không có hiện mấy chị ơi. Nó hiện được có mấy người đó em ghim rồi đó. Rồi chị Hoa Ngọc nè. Hiện ai là em ghim người đó. Không muốn mọi người nè. Facebook em hiện hai là em ghim người đó liền luôn á. Không hiện thì coi lại lượt chia sẻ của mình nha. Nhiều khi mình bị ẩn đó mọi người ơi. Bên các bạn thì các bạn thấy chứ không Dung có lừa đâu nha. Dung không có lừa khách nào hết. Thấy Huy hiểu fan cứng là Dung ghim hết. Không có lừa. Tại những người fan cứng là những người tương tác chia sẻ nhiều nhất. Rồi người thứ 3 à, người thứ mấy? Là chị của thị Thùy Dung. Rồi người thứ 9 là người cuối cùng nữa hả? Rồi còn 2 người nữa. Dung sẽ ghim 2 người nữa là xong nha. Dung sẽ ghim 2. Rồi bé kem cute. Bé kem cute và người cuối cùng. Dung ghim nhanh lắm mọi người thấy hiện ai. Do mọi người nó không tương tác, mọi người không có chia sẻ là nó không có hiện. Mặc dù mọi người có huy hiểu fan cứng nhưng mọi người không có tương tác mày nó không có hiện đâu mọi người ơi. Nó không có hiện nằm trên cái comment của Dung á. Nó bị ẩn ta. Bên này thì nó hiện hết nhưng mà bên này không ghim được. Bên này nhiều lắm mà bên này không có ghim được mọi người. Còn một người duy nhất cuối cùng. Mấy bà được comment rồi, đừng comment nữa nha mấy bà ơi. Rồi chị Tuyết Trần, ok em cảm ơn chị Tuyết Trần. À, chị Tuyết Trần hay ủng hộ Dung nhiều nhất. Là thấy hiện đó Dung thể bấm lên. Tại vì cái này nó chỉ giới hạn, nó hiện được bao nhiêu người thì nó nằm ở đây thôi mọi người. Ha, rồi ok. Ok, 10 người nha. 10 người, để chị đọc đi, đưa chị đọc đi. Chị ngồi ghi nè. Rồi, người đầu tiên là của chị Thúy Kiều. Thứ hai là của Hiền Hana, Thanh Tâm, Ngọc Tiên, Naharina, Nguyễn Thúy Nga, Hoa Ngọc, Thùy Dung, bé kem cute và chị Tuyết Trần. Nhớ những cái danh sách người có ở đây. Mọi người làm ơn cho Dung, cho Dung cái toàn bộ những cái inbox về những cái lượt chia sẻ của mọi người. Còn không để Dung đi kiểm tra. Mà trên trang cá nhân không có một lần. Và trong hội nhóm không có đủ 10 lần là Dung hủy quà nha mọi người nhá. Dành cho những fan cứng. Tại vì fan cứng rất là nhiều luôn. Chứ không phải riêng 10 chị này đâu. Nên là những cái ai mà ví dụ như mà đỡ làm mất thời gian Dung đi kiếm. Thì mọi người nhớ giùm em là chụp lại cái màn hình. Còn Dung đi kiếm ra mà Dung lỡ nhưng mà nó không có hiện á. Lỡ nhưng mà tới khi Dung không đi kiếm mà nó không có hiện á. Mặc dù mọi người đã chia sẻ nhưng mà nó không có hiện bên trang của Dung là Dung sẽ hủy. Mất công mọi người đã được vào ghim lại đi. Đã được họ tặng rồi mà lại mất công là Dung kiếm không có ra là Dung hủy. Tại vì bản thân Dung kiếm không ra Dung phải đi hủy thôi. Nên là mọi người ráng cho em là mọi người chụp lại cái màn hình cho em là ok. Chụp lại màn hình và gửi cho em inbox là tới khi đó là mọi người nhiều khi mà nó cái hội nhóm đó nó bị vi phạm thì mọi người cũng vẫn nhận được quà nha. Chứ bất công tới đó họ mọi người á họ Dung đi kiểm tra là nó bị vi phạm á. Xét Dung mặc. Xét Dung mặc có màu lấy màu ra em. Sao xét mặc lại đưa nhét ở trong chợ vậy? Là mất công không có được tặng quà là hối hận luôn đó mọi người thiệt á. Dung đi tặng quà cho mọi người là Dung đã cố gắng là nhìn thấy mọi người rồi. Mà ai mà không chụp lại màn hình là Dung hủy luôn đơn đấy nha mọi người nha. Xét Dung mặc. Cái xét mặc đâu, một đống đâu. Ngồi lấy mấy cái xét không phải vậy. Xét Dung mặc có số lượng rất là ít luôn. Mọi người đợi Dung một chút xíu. Có số lượng rất là ít luôn. Ai lấy thì mọi người có trước nha. Em inbox cho chị qua giờ. Lý do sao em ơi? Chờ em đặt lâu rồi mà chưa nhận được. Sao khách dạo này không ai nhận được vậy ta? Cái danh sách bom đâu rồi ao ơi? Không có thì sao dạo này khách cứ kêu là không ai nhận được hàng. Mà tới khi hàng mà mọi người ấy là toàn là hàng về đây. Mai mốt mọi người hàng về đây là em tính phí ship 2 chiều cho mọi người đó nha. Tại vì em nói trước là em không có chịu ship cho bất kỳ ai mùa Tết đâu. Tết em bán hàng không có lời nhiều. Nên là mọi người nhớ giùm em là
Nè, cái set em đang mặc hàng siêu xịn nha mọi người, có túi luôn. Cái hàng này em bán nhiều lắm rồi đó. Tại em về lại em mặc test đó mọi người. Tại vì gống này là gống hàng mắc nhất xưa giờ. Rồi tương tác chia sẻ giùm em nha. Mọi người chưa nhận được mọi người từ từ đi mọi người ơi. Tại hàng Tết mọi người thấy một lần đóng hàng của em đi như cái núi không? Mọi người từ từ giùm em nha. Tại vì nhiều khi người ta hàng kẹt với lại gọi, nhiều khi gọi điện mọi người cái lúc đó đi, điện thoại mọi người bị cái gì á, vào ghim cái đây em thì kêu là vào ghim số điện thoại địa chỉ. Nhớ giùm em nha, nhớ giùm em là mình phải đợi cho em, hoặc là thấy cuộc gọi nhớ mình phải gọi lại cho em. Set em đang mặc tui inbox ok bà. Nhớ giùm em nha, cái set em đang mặc này duy nhất bán ở trên live và có đúng 2 ri duy nhất. Nè mọi người, những cái vải này thiệt sự luôn, không ai bán set này dưới 235.000 hết mọi người. Dung dám nhắc khẳng định lại một lần nữa, không ai dám bán set này dưới giá 135.000 hết. Tại vì giá của nó lấy vào rất là cao. Mọi người nhìn cái gấm cho em này, mọi người nhìn cái gấm cho em, đúng hàng với hot girl người ta bán cho mấy chị chưa? Form là hàng 100% là hàng hot girl luôn. Màu em mặc, em cho mọi người nhìn cái form áo đằng trước nha. Đó, mọi người thấy đẹp không? Set Dung mặc duy nhất ở trên live 179.000 dùm em nha mọi người nha. 179.000 hộ em. Kèm màu, đổi Dung một chút xíu. Màu này là màu, má màu hồng này trời. Màu hồng dùm em. Rồi cái này là màu đỏ. Màu đỏ được có mấy set, 2 set à. Màu đỏ dùm em. Màu đen em bao cho mấy chị là hàng loại 1 nhá. Màu đen. Rồi cái này là màu màu trắng. Với cái này là màu cam sữa. Kèm màu, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ dùm em. Nhớ dùm em nhá. Em có đúng 2 ri màu 4 set. Ai chốt ở trên live thì có ở trên live nha mọi người nhá. Set này là đợt trước em cháy hàng nhiều lắm rồi đó. Giao động cho em từ 55kg đổ lại mang vừa. Cái này là màu cam sữa. Mọi người nhìn cái hàng cho em này, màu cam sữa. Rồi cái này là màu nu, màu hồng của em nha mọi người nhá. Màu hồng. Dung like có mấy mẫu này thôi, Dung qua hàng sale á mọi người. Tại vì hàng sale rất là nhiều. Đa số là test chỉ có về được, lâu lâu nó có về được 1-2 mẫu chêm vô mà. Có hàng mới nhiều đó mọi người ơi. Rồi cái này là màu đen cho em. Nên là ai mà săn được hàng này thì săn, ráng săn nha mọi người nhá. Đây, cái này là màu đỏ dùm em. Chốt ở trên live 179.000. Ôi má đẹp. Ở bên này nó may hai cái này này, ở trên này nó may hai cái phòng này, ở trên này nó nhúng ở đây cái eo này. Thật ra nhìn cái màu của mình mặc lên, nhìn cái form của mình mặc lên á, eo thì nó nhúng mà ống tay thì nó phồng lên. Hàng này không đẹp cứ hoàn hàng về cho em nhá. Tại em bán gần cả ngàn set rồi chứ em không phải nói deal hay là bây giờ em mới bán hàng mới đâu mọi người. Em bán cả ngàn set này mà lúc nào cũng bị khách chửi vì lý do là lúc nào về hàng cũng không đủ hết đó mọi người. Mọi người không tin cứ hỏi khách đi, ai mua set này rồi là biết à. Set chỉ mặc của Thảo Huyền, Huyền Mai bom hàng. Phạm Loan lên địa chỉ giùm em nha. Phạm Loan lên số điện thoại địa chỉ kèm mã chốt một hồng. Xuyên Mỹ lên địa chỉ. Lina lên địa chỉ giùm em mọi người ơi. Chốt hàng kèm theo số điện thoại địa chỉ của em. Mọi người sao vậy, mọi người chốt hàng kèm mỗi số điện thoại không à. Cái em mặc là màu nu, màu nu, màu đỏ. Ai chốt trước thì có trước nha mọi người nha. Màu đỏ, màu đen. Cái này là màu trắng, màu hồng. Màu em mặc là màu nu á, với màu cam sữa cho em. Em đọc kỹ màu mà làm gì có cái nào màu vàng đâu, mọi người buồn ngủ hả? Rồi set nu của Việt Miu, cam sữa của Huỳnh Liên, hồng của Kim Ngân, màu nu của chị Nhung Nguyễn, cam sữa của Quỳnh Phạm, màu nu của bé Hương Võ. Nghệ thuật xong lên địa chỉ giùm em. Trúc Ly lên địa chỉ. Bé Út Ly là màu nu. Bích Trang lên địa chỉ. Một set đỏ, một set đen của chị Lina. Lina Angelani gì đó. Cam sữa của nghệ thuật xong. Bé Út Ly có rồi em ơi. Bé Út Ly có rồi. Nguyễn Hòa, Nguyễn Hòa bom hàng. Nguyễn Hòa này là có tới khách quen và khách cũ bom luôn. Chơi lớn luôn. Hai người bom một lần luôn. Xuyên Mỹ là set nu. Chốt hàng kèm theo số điện thoại địa chỉ hộ em. Bé Út Ly có rồi. Nguyễn Hòa này là kể cả khách quen và khách cũ đều bom luôn. Nên là chúng không có bán nữa. Gọi điện lại về hàng, về hoàn thì về, gọi điện lại hoàn không có được. Rồi ai lấy chốt hùm em kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ nha. Cái này là màu đen. Cái này không có yêu, không có nhiều đâu mọi người ơi. Chị nhận được tiền rồi. Chị sửa tiền cho em rồi đó. Cái này là màu đỏ. Màu đỏ đẹp quá. Màu đỏ đẹp xỉu luôn. Z
Xét trắng của Huyền Nguyễn. Ly Trúc em lấy màu gì vậy? Nu của Bích Trang. Ly Trúc lấy màu gì comment lại giúp em kèm số điện thoại. Kèm màu Trúc Ly đang mặc màu đỏ. Ly Trúc chứ lộn. Ly Trúc đang mặc màu đỏ. Ok chị. Chốt cho Xuyên Mỹ rồi. An Nguyễn đơn hàng nguy hiểm. Cái nào có nút là không phải đâu nha. Mà lộn. Hả? Nằm trong đi thì người ta bỏ bậy chứ sao? 179.000 cho em nha. Trời ơi, hôm nay 1K4 lượt chia sẻ mà có 120-130 người coi. Trời ơi, thật sự Facebook nản ghê luôn mọi người. Facebook này không biết làm ăn gì Tết luôn đó mọi người. Facebook không biết làm ăn gì Tết luôn á. Em mua mấy lần nhưng mà em vào danh sách nguy hiểm là chị không có bán nữa. Tết rồi, những ai vào danh sách nguy hiểm là chị không có bán nữa đâu mọi người ơi. Đừng có lý do, chứ không nghe lý do đâu. Thu Hiền lên cho em địa chỉ. Miễn vào danh sách nguy hiểm là em không bán nữa thôi. Mọi người đi chỗ khác mua hộ em nha. Level em mặc của chị Oanh Trần. Tú Ngô lên địa chỉ. Thu Hiền lên địa chỉ. Chốt hàng kèm theo số điện thoại địa chỉ hộ em nha. Em đọc lại màu cho mọi người. Em đọc lại màu cho mọi người nha. Bộ nu của chị Trúc Lâm Lê. Cái set này mọi người mặc đi. Mặc đi ở chúc Tết cũng đẹp. Nó sang ơi là sang. Thật sự nó sang lắm mọi người. Mặc cái gấm lên người nó sang. 50kg vừa chị. Em 52kg này. Dao động cho em 54kg, 55kg rồi lại mang vừa chứ này. Tại vì nó có co giãn đó mấy chị. Nó có co giãn. Chuyển khoản rồi chị. Như là hết rồi á Diễm ơi. Rồi em còn màu đen. Màu đen mặc sang xỉu. Màu đỏ. Màu trắng này khỏi bàn rồi đó mọi người. Màu trắng này. Ồ đẹp. Tương tác chia sẻ đi mọi người ơi. Có lên quần jean đó chị. Nay có quần jean. Rồi cái này cho em. Màu này là màu hồng. Mọi người nhìn cái màu hồng này. Màu hồng xỉu không? À, màu hồng chắc xỉu luôn á. Xếp hồng của chị Tú Ngô. Khá đẹp quá. Thiệt á mọi người. Nhìn cái gấm cho em này mọi người. Trời ơi làm ơn nhìn cái gấm giùm em này. Á xỉu luôn á. Cái này là màu cam sữa. Rồi kèm màu cho em nha. Ai lấy màu nào nữa cho em nu chị ra xem Nguyễn. Ai lấy một set là tiếc. Em không về nữa đâu mọi người ơi. Bữa nay là ngày mùng 1 tháng 12 rồi đó. Em sẽ không lấy hàng này về. Không phải là em không lấy hàng mọi người. Sửa người ta không ra nữa. Còn bao nhiêu em vót vét hết cho mọi người rồi đó. Nè. Rồi cái này cho em mọi người mua hàng. Mọi người xả là không cho mua nữa là đúng rồi đó mọi người ơi. Không có cãi gì nữa đâu mọi người. Ủa không thấy tôi hả đỏ với nu. Bà bé kem cute bà nhận xong quà rồi bà bị ẩn luôn. Bà nhận xong quà rồi bà bị ẩn luôn. Quần trên lửng. Em lấy chị hai size M. Hai cái nha Dung. Em không có đồ quần lửng. Hôm nay đâu có ngố đâu đúng không? Có hả? Không có ngố chỉ có dài thôi chị. Chị đổi màu hồng sáng nha. Chị ra xe Nguyễn đâu rồi? Ra xe Nguyễn đó luôn rồi. Lấy màu hồng. Màu cam sữa. Màu này đúng không? Em đọc lại màu cho mọi người nè. Mọi người comment đúng nha. Không mà lộn đấy. Màu nu. Màu hồng cam sữa. Ghi là hồng cam sữa hoặc là cam sữa là được. Cái này là màu hồng là được thôi. Màu hồng. Thêm trắng nha Trúc Ly. Em nói thật tình nha. Chân thành ở trên live. Ai nhận set gấm này về mà mua một set là hôm sau không có mua nữa đâu. Em nói thật luôn á. Không có mà mua nữa đâu. Nên là mua hai set để dành đi. Hai set có 360 không mấy chị. Bằng 1/3 giá ở ngoài thị trường luôn á. Rồi màu đỏ. Màu đen thì không nói tới luôn. Màu đen là màu sang xỉu luôn. Màu em mặc là màu nu. Màu nu của chị Loan. Phạm Loan khách mới. Màu em mặc là màu nu. Màu đỏ. Màu đỏ giùm em. À, cái set này còn đúng bao xịn sò đúng mấy chị. Nó nặng ôi là nặng luôn. Mọi người nhìn cái vải này. Trời ơi. Rồi cái này cho em Thảo Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ. Rồi cái quần có túi à. Quần có túi nha mọi người ơi. Nhìn nó may nè mọi người. Nhìn nó may nè. Cái này là màu hồng. Cái này là cam sữa. Còn màu em mặc là màu nu. Mọi người nhìn cái form hồi á. Nhìn nó sang. Eo nó vô. Ngực nó ra. Hai tay phồng lên. Và quần thì có túi. Má phong quần này mấy chị. Phong quần là có túi nha. 55-56kg mang vừa. Phong quần là cái đai quần lên. Nó làm rất là chắc luôn. Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Em đọc lại mà em còn có được mười mấy set nữa là hết rồi. Màu cam sữa. Màu hồng. Màu hồng. Cái này là màu màu trắng. Không biết màu luôn nói đại. Rồi cái này là màu màu đỏ.
Rồi cái này là màu đen, ai lấy nữa thì chốt nha. Còn được có mười mấy set là hết rồi đó mọi người. Ai lấy chốt giùm em nha. Bưng kè xíu xuống lấy của Thảo Nguyễn này. Ủa, Thảo Nguyễn là lấy màu nu. Xíu xuống lấy liền giùm chị nha. Tại vì hàng không sau like là ví dụ ai mà bưng kè lại dung cho đi ship hết đó mọi người ơi. Rồi ai lấy nữa chốt giùm em kèm màu, màu số điện thoại địa chỉ. Hôm nay có bầu bì bon trên không? Thêm hồng chị Oanh Trần. Trắng và đen của chị Kim Nguyễn Thị Kim Oanh. Chị Trần Thị Hiền lên địa chỉ mọi người. Những cái phong đồ này em nói thật, nghĩ sao mọi người không lấy hàng hàng gấm mà mặc Tết là mọi người nên lấy nè. Mọi người nhìn cái hàng may của nó này. Đó. Rồi nhìn bên này giùm em, nó may cái áo rất là đẹp. Cái này mọi người mặc lên nhìn rất là cưng luôn. Mọi người đi đôi dép kẹp nó cũng sang nữa mọi người, thiệt á. Thêm cam sữa của Tú Ngô. Lấy thêm set đen của chị Việt Miu. Cam sữa của chị Thanh Vân. Cam sữa của Vivian Lê. Ok chị Trần Thị Hiền lên để chị giùm em nha. 40 cho tới 56 kg đồ lại mang vừa. Tại vì cái này nó có co giãn đó mấy chị nè. Nó còn co giãn. Tại vì gấm này nó có đồ co giãn. Hay mọi người nhìn cái gấm mọi người xỉu ha. Mọi người nhìn cái gấm cho em nè. 179.000 duy nhất ở trên like nha. 179 mọi người nhìn cái gấm kỹ đi mọi người. Gấm này mới là gấm. Gấm này là gấm nổi nha mọi người nha. Không phải gấm chim đâu mọi người. Nhìn cái vải gấm nổi nè. Thấy không? Thấy gấm nổi không? Hàng này mới là hàng mắc 300 mấy 400. Hot girl đang bán. Còn nếu như mà hàng này mọi người mua, ai mua trên like mà giá tầm khoảng chừng dưới 160-170 là không phải giá quần hàng này nha mọi người nha. Gấm của em là gấm nổi, nó có hai loại, gấm chìm nó sẽ mắc hơn, nó sẽ rẻ hơn, còn gấm nổi nó rất là mắc, gấm nổi bao mắc cho mọi người luôn, đi đâu hỏi gấm nổi nó cũng mắc hết đó mọi người. Rồi kèm màu cho em, chị Trần Thị Hiền là màu nu, hồng nu là màu nào chị? Trần Thị Hiền màu hồng nu là màu gì? Màu hồng với màu nu hả? Nhung Nguyễn là trắng, lấy thêm sắc trắng. Từ từ, Trần Thị Hiền là lấy màu nào comment lại đi mọi người. Comment đừng có ghi hồng nu là em không biết cái nào hết đó mọi người. Nếu mà mọi người ghi hồng là set hồng cộng set nu nha. Màu nu đang mặc chị Ngọc Anh Lý. Hồng với nu của Lan Nguyễn. Lan Nguyễn đuôi 644. Màu hồng với màu nu á, Trần Thị Hiền là màu hồng với màu nu luôn. Mọi người comment kỹ dung dung nha. Không mất không, không có đủ hàng để chia. Màu hồng của chị Kim Anh. Màu hồng khác nha, màu cam sữa khác nha. Rồi ai lấy nữa chốt em còn 8 set. Ai lấy nữa chốt liền nha. Màu nu của chị Cherry Nguyễn. Màu nu của chị Cherry Nguyễn. Trang Bill lên cho em địa chỉ. Khách mới lên cho em địa chỉ chị ơi. Khách mới lên cho Dung cái địa chỉ nha. 179.000. Siêu rẻ luôn. Á ơi, không ai chơi set này hết đó mọi người. À tí nữa em sẽ trả cái này cho mọi người. Đợi xíu tí nữa em sẽ trả có ri à. Ok Trần Thị Hiền, riêng cái set này mọi người về mặt không ai khen đẹp đâu, cứ quay lại trả vô. Ủa, nó xịn sò lắm luôn đó mấy chị, thiệt á. Tết mà chỉ bận mọi người chỉ cần mặc đơn giản như thế này mà nó sang như thế này thôi, không cần phải hoa hòe cầu kỳ gì cho nó mệt, thực sự luôn, quá sang luôn á. Màu đỏ này, cái này giờ không thấy ai chốt màu đỏ là siêu đẹp luôn á, màu đỏ đẹp xỉu, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, nó đẹp ha. Gấm mọi người nhìn cái gấm này trời ơi chắc xỉu. Màu gấm này chắc xỉu ngang luôn á. Cam sữa với nu của chị Thùy Dung Nguyễn. Đẹp lắm mọi người, không cần quảng cáo đâu. Em nói thật luôn, nó không cần quảng cáo. Bán cả hơn 1.000 set rồi là không cần quảng cáo đâu mọi người. Màu nu của Trang Miu. Rồi ai lấy là chốt giùm em nha. Qua mẫu là không được chốt giá này đâu nha mọi người. Dung qua mẫu là không được chốt set giá này đâu nha mọi người ơi. Qua mẫu là không được set nha, chốt mà giá này đâu nha. Đây, cho mấy chị yêu coi là. Đúng rồi, kem quân mà tình yêu. Có quân nè. Chị Hà Nguyễn màu nu. Có quần này tình yêu nè, quần mọi người nhìn thấy không? Siêu đẹp luôn, siêu co giãn luôn. Màu nu của chị Trà Tuyền. Chị Trang Miu có rồi á. Chị Trang Miu có rồi. Chị Trang Miu có màu nu rồi. 179.180 đó mọi người. Nó sang quá. Trời ơi nó xinh. Hai bên này nó may đẹp ha. Màu đỏ cho chị Thành Trung. Bà Huy không lấy set này hả? À bà Huy hình như bà đang có bầu mà quên. Rồi ai lấy cho giùm em? Màu nu. À màu nu màu em mặc. Sorry màu nu màu em mặc. Cái này là màu hồng cho Dung nè. Màu hồng. Rồi cái này là màu trắng. Màu trắng. Hết hồng hả? Dưới này còn trên này còn hồng không?
Chị Hằng Nguyễn lên địa chỉ màu đỏ cho em. Màu đỏ. Em sẽ đi mặc cho mọi người một set màu trắng, tại em thích màu trắng quá. Ai lấy đi lên số điện thoại địa chỉ kèm mã chốt một dòng cho Dung lại nha, không hết đó mọi người. Màu đen.
sorry. Màu đen nó hơi chói, mọi người nhìn đại cho em nhá. Có màu đen đẹp quá mà nó chói quá mọi người. Nó lên cái đèn nó bị chói. Em phải dơ màu này lên nhá, đồ bị chói. Nó màu đen đẹp quá. Xuất thần cái màu đen. Chia sẻ lại cho em Dung đi mấy chị đẹp. Đúng rồi của em hết. Đủ màu hết, không thiếu màu gì hết. Rồi ai lấy cho em đổi nguyên đổi qua đen đi này. Nó màu đen đẹp quá mọi người. Màu đen là màu siêu phẩm, trắng của thảo phạm. Mọi người biết sao không? Cái màu đen á là lên nó bị chói, cho nên Dung không có mặc màu đen được. Đó mọi người thấy không? Em phải cho cái màu khác lẫn vào cho nó đỡ bị chói nè, chứ cho một màu này nó chói ngắt luôn. Rồi, em còn đúng 3 màu, 4 set, 8 set nữa là hết. Màu cam sữa, màu hồng cam sữa này mọi người, màu đỏ với màu đen hết rồi đó. Chị ơi, đổi cho em rồi đó. Rồi ai lấy nữa chốt giùm em nhá, kèm màu 180.000 duy nhất ở trên line. Quá đẹp quá mọi người ơi. Xỉu thật sự cái set này luôn á. Em bỏ đăng ký đi. Xỉu lắm mọi người, em nói thật, riêng cái set này mọi người đi ra ngoài phải 300-400 nghìn. Đúc ly có 2 set rồi em. Không có đổi nữa nha mọi người ơi, đổi nữa là loạn, không đổi mộng 1. Bỏ em thêm trắng cho Banh Kiều mộng 1 mọi người ơi. Không lẽ bây giờ em ghim ta. Mộng 1 tháng âm nha mọi người. Trời ơi đừng ai đổi. Đổi là nguyên cả một cái like này là thiệt sự với em. Tệ nạn xã hội với em luôn mọi người. Mộng 1 mọi người ơi. Mộng 1 không đổi không hủy giùm em nha. Ai mộng 1 mà cứ đổi có hủy là chết em luôn đó mọi người. Cái lọc em không biết đi về đâu luôn á. Còn một tháng cuối thôi mọi người. Vừa nha chị Nhi Phương ơi. Phụng hồ lên địa chỉ. Kem body đã quá Dung ơi, tuyệt vời. Cảm ơn Cám Gạo Hoài Thương nha. Rồi ai lấy nữa thì chốt giùm em nha mọi người. Em còn đúng 3 màu trên tay nữa là hết. Thêm màu đỏ mà bán oanh thật sự, màu đỏ ngoài đẹp lắm. Chị đâu dám mặc màu đỏ từ đầu like tới giờ đâu nè. Cái màu đỏ không dám mặc luôn đó mọi người. Màu đỏ là em không dám mặc luôn. Màu đỏ được có ít một ri, được có một cái màu đỏ duy nhất à. Mà đây lúc nãy là 8 ri là được đúng có 8 cái màu đỏ thôi đó. Mà đây có 6 bạn chốt màu đỏ, còn đúng 2 set màu đỏ đó. Màu đỏ siêu đẹp. Châu Anh lên địa chỉ giùm em nha. Rồi em qua mẫu đỏ của chị Phùng Hồ. Em đâu có dám mặc màu đỏ đó mọi người nè. Những cái màu đỏ lên cấm, cái màu đỏ nó đẹp lắm. Châu Danh lên địa chỉ giùm em nha. Thêm đỏ của Anh Kiều. Suji Thu Dương lên địa chỉ giùm em. Phùng Hồ có rồi. Phùng Hồ có rồi á chị. Rồi em qua mẫu nha mọi người. Màu đen của chị Bích Huệ không giấu khách mới. Mọi người lên cho em số điện thoại địa chỉ một dòng thì em dung chốt cho mọi người nhanh lắm. Xét hồng, hồng sữa của chị Châu Danh, đỏ của Nghi Võ. Rồi hết đỏ luôn. Form chị em mới vào. Trời ơi Huyền ơi là Huyền. Rồi còn đúng 2 set 2 màu hết luôn. Còn đúng 2 set. Ai comment thì nhanh có hàng nha. 100 set hết rồi đó mọi người. À còn trắng nữa hả? Rồi vậy còn trắng không? Còn một trắng nữa đúng không? Còn một trắng một hồng với này là một đỏ hả? Còn một trắng Nghi Võ bóng đỏ chưa? Rồi vậy thì còn đúng mỗi màu một set luôn. Còn màu trắng nữa nha mọi người. Đưa mà chị màu trắng đây. Set đang mặc màu đen của chị Trúc Ly. Ôi Huyền ơi em không quất thì chị nghĩ em thiệt á. Buồn em ghê luôn. Cái set này nó đẹp lắm. Em không nói điêu luôn. 10 lần về set này 10 lần đều cháy hàng. Nó điêu mất lọc luôn á. Lần nào về cũng cháy hẹp sạch hàng luôn. Có một lần em nở 130 mấy set về em trả đủ xong. Với lại em không còn một set nào để like luôn đó mọi người. Khách nói như thế này, về set nào để màu nào để cho em màu đại màu đó đi. Bây giờ em lửa em sửa lửa không, lửa không có kịp. Huyền Kim màu đỏ rồi hết 180 em yêu. Thật sự luôn á, khách nào về cũng kêu để đại một màu, mặc màu nào cũng được. Chứ thật sự nó đẹp quá mà về lên dành không có kịp lại màu, để đại màu thôi nó màu trắng. Rồi, nó màu hồng sữa này mọi người. Rồi em còn đúng 2 màu, tương tác chia sẻ với mọi người. Em lên cái mẫu này. Cái mẫu này là em về trả cho mọi người nha. Mẫu này là hai con maracanh em mặc xong rồi người ta lột hết maracanh luôn. Có nghĩa là người ta lấy hết sạch luôn mọi người. Khách khu vực đập vào cái là lấy, đập vào cái là nhìn cái đồng ngay đầu tiên luôn. Xét trắng của Ngọc Ngọc. Đen cho chị Kiều Danh, em hết trắng rồi chị yêu ơi. Đen cho Kiều Danh. Em hết rồi. Chị Quyên còn mỗi đen với màu hồng này được không? Màu hồng cam sữa. Em hết rồi mọi người vào sau quá. À chị quên mà để tí nữa mà lúc nào mà mai mà ai không nghe máy thì em để cho.
Chị Suri Thu Dương giờ em đâu biết chị chốt màu nào đâu. Màu đỏ em hết rồi chị Dương ơi. Hết trắng luôn, em còn mũi hồng cam sữa với màu đen 4 set duy nhất. Rồi hết. Nè, cái này em nói trước nha. Cái này em nói trước, em không mặc nữa. Hết rồi mấy chị, không còn để thêm đâu. Có ai thêm cam sữa với lại đen thì thêm thôi, còn được 4 set à. Cái này em nói trước là em chỉ định chỉ về đúng chừng này hồng của Phương Thảo. Là ai chốt thì mọi người lấy. Em cái này em nói trước ở trên live nhá, em không mặc nữa, mặc nữa là mọi người chửi em chết luôn. Đây, quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không? Màu xanh min. Nè, 139.000. Cái này em nói thật luôn, em mà mặc lên là mọi người chửi em á. Em về có 15 cái mà em thề cái like đó mọi người phải chốt cả 300 set riêng cái mẫu này cho em. Không có hàng luôn. Màu nu cho em. Hàng này em bao với chị hàng đúng chuẩn 300 mấy em săn được hàng sale. Rồi, cái này là màu sao cái này được ít vậy ta? Đặt 100 cái luôn á. Rồi em thề với mọi người không có hàng luôn. Màu nu, màu nâu. Rồi màu gì nữa? Rồi, có rồi. Vậy ba màu thôi đúng không? Màu này, màu đen. Này là chốt dùm em là đầm rắn dùm em kèm màu. Hoặc là đầm kèm màu là được nhá. Trời ơi, cái này là màu đen cho em nè. Rồi màu nâu nè. Màu nu nè. Rồi màu xanh min. Đó. Ai lấy chốt dùm em cái này. Cái này em mặc lên sửa mọi người em chửi á. Chứ em được có ri duy nhất à. Em được có đúng một ri duy nhất thôi. Ai lấy thì kém có chốt dùm em kèm màu nha mọi người. Trắng trắng của chị Quyên. Xanh min của Hoa Độc. Cái này không có đó mọi người ơi, rắn nu của Lê Thùy Nguyên. Nu, cái này là nu, cái đó là nu á. Trắng với đen là một bộ, chị mặc màu đen của Tina Nguyễn. Đầm rắn nu của chị Nguyễn Chi. Chị Quyên đủ, với chị Quyên đủ màu đi. Chị Quyên lúc đầu có một rắn gì vậy? Vứt ra đi em, sao không ghim mà để cầm lấy tay thì chị biết còn màu nào. Rồi đọc đi để vứt ra nè. Nu, 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 bên kia một cái nu. Rồi. Rồi. Nâu của chị Thảo Huỳnh. Hết nu rồi mấy chị ơi. Đen của chị Xoan Trần. Nhiều người quá. Nhiều người quá em không có đủ rồi mấy chị ơi. Kiều Anh đủ màu. Rồi hết luôn. Kiều Anh có còn cái đen thôi. Kiều Anh có 3 cái thôi anh ơi. Cái này về có ri không mọi người ơi. Sao trước mọi người không dặn em. Em còn đúng bộ màu đen duy nhất thôi. Sẽ em mặc hồng đen nghe máy thì để. Ok ok chị. Lúc nào em nghe ai không nghe máy thì em để cho hết rồi mọi người. Sạch sành xanh luôn á. Có cái nào luôn đó mọi người. Có một ri à. Cái này em nói thật mặc lên em bán phải ngàn set luôn á. Không có. Nên em còn được chừng này một đen thôi. Kiều Trâm Nguyễn hết. Hàng đâu phải có số lượng đâu. Thằng Tết đó mọi người nó chán lắm. Nó không như mọi người nghĩ đâu rồi. Lên siêu phẩm nữa nha. À, siêu phẩm này thì nói không rồi đó mọi người ơi. À, siêu phẩm này là em khóc luôn đó chứ không phải là đùa đâu. Kém chị đi. Siêu phẩm này ai comment trước để trước siêu phẩm này đó. Em lên đúng một màu duy nhất thôi nha mọi người nha. Tại màu này cháy hàng nhiều nhất. Chị ơi, chị lấy mấy bịch bánh tráng. 5 bịch. Mấy chị về bao nhiêu lần cái đầm đỏ này vào bao nhiêu lần cũng hết sạch. Mấy chị biết đợt trước em về bao nhiêu, 400 mấy đầm hết sạch, hết sạch, đăng Facebook hết sạch luôn, đăng mọi người không tin, mọi người lướt lại cái comment của cái đầm đỏ này đi, 200 mấy cái comment là mọi người biết đã bay hết một cái đầm rồi đó, hết rồi mọi người ơi.
rắn hết rồi mấy chị. Bộ em mặc lúc này còn, bộ em mặc vừa thay ra còn, trời ơi, đầm đỏ 185.000, em có đúng duy nhất 10 cái. Hết sạch rồi đó mọi người. Đợt trước là màu đỏ hết nhiều nhất, xong còn lại màu đen được có 30-40 cái, sau là khách lấy tiền hết, em không có like luôn đó mọi người. Cái này em chưa bao giờ có like sale cho mọi người luôn. Là cái này là hàng em cố gắng nha mọi người, về sát test thêm một lần nữa mà không đủ hàng. Riêng cái đầm này nó đẹp này mọi người. Trời ơi, đầm đỏ cho em. Bữa em lấy màu vàng ai cũng khen, chồng em cũng khen đẹp. Dung nói thật, chồng Dung kêu là lấy cái này mặc test đi, đẹp lắm, thật sự luôn đó mọi người nè. Cổ của nó mọi người nhìn thấy sang không? Đó, đằng sau của nó này. Đó, form này cho em nhá. Giao động cho em từ em trung tâm khoảng chừng 54-55kg đồ lại có thể mang vừa. Má đẹp, em có đúng 10 cái duy nhất, chia cho 10 chị thôi mấy chị. Kìa, kèm màu dùm em nha mấy chị ơi. Lộn, có một màu đỏ duy nhất, ai lấy đầm đỏ comment đầm đỏ. Lấy màu vàng đẹp lắm chị yêu, ai cũng khen cái đầm này hết á mấy người đẹp. Trần Tuyền là đầm đỏ dùm em, comment một lần thôi chị ơi. Đầm đỏ của Minh Ngọc, chị Nguyễn Chi đầm đỏ. Võ Hợp lên địa chỉ. Ai lấy cái đầm này về rồi cũng khen hết đó mọi người. Ai lấy rồi mọi người, hôm bữa mà hết màu đỏ thì mọi người lấy lại màu đỏ cho em nhá. Tại em về có 10 cái để chia thôi. 185.000, có mấy cái à. Võ Hợp lên địa chỉ dùm em. Màu đỏ là màu mặc tết đó mọi người, vừa chứ Yến Vũ vừa nha. Đó, em để cho khách chia ở dưới. Nó đẹp xuất sắc cái đầm này luôn. Sơn Văn là đầm đỏ, hàng tết mà về được có giá 180 hoặc là 160-170 hàng gống thì mọi người đừng quên mà bỏ qua. Thật sự cái giá này là không ai có đâu mọi người ơi. Vỏ hộp là màu đỏ, cái đầm này xuất sắc lắm. Mọi người mua ở trên live mới có giá này, có 185.000 nè. Còn mọi người mua ngoài live hay mua chỗ khác em đều bán với chị giá 215.000. Thật cái đầm này hôm bữa em về số lượng nhiều cho nên em tri ân cho mọi người đó, chứ không có giá này đâu mọi người ơi. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt giùm em, chị Nguyễn Chi có cho ta. Chị Diễm Huyền lên cho em cái địa chỉ giùm em nha. Diễm Huyền lên địa chỉ giùm em. Ai lấy chốt giùm em nha, Diễm Huyền lên cho em cái địa chỉ. Diễm Huyền lên cho em cái địa chỉ nha. Em bán hết 300-400 đồng rồi đó mọi người. Hết sạch luôn á, sạch sành xanh luôn. Set đầu lai lúc nãy chỉ còn một màu hồng với một màu đen thôi. Đôi chị cái màu đen đem ghim cái màu đen lên chị đi. Đen hết rồi. Đen hết luôn hả? Còn đúng một màu hồng duy nhất, còn có set duy nhất luôn. Ai lấy thì chốt giùm em nhá, kèm màu. Em còn một loại set gấm nữa, nhưng mà để đợi qua cái mẫu này thì em sẽ lên set gấm lại cho mọi người. Tại vì set gấm nó hả? Đợi xíu. Hồng của Võ Hợp. Lấy màu đỏ. Thúy Trần lên địa chỉ giùm em nha. Thúy Trần lên địa chỉ. Thúy Trần lên địa chỉ, chị Diễm Huyền đầm đỏ. Đẹp lắm đâu rồi, nhờ xong thấy gọi Trinh Zumi. Trinh Zumi ai gọi chưa? Á đẹp quá, gọi chưa? Ok, Võ Hợp chị để cho em rồi đó. Mọi người đừng có bỏ qua mấy cái hàng tết không có đâu. Không có hàng đâu mọi người, thiệt sự luôn á. Trời ơi, này là siêu phẩm luôn chứ đồ gì.